Hương đó. Nhưng mà còn chồng tôi anh ba, 30 năm nay không đêm nào mà tôi không nhớ tới ảnh anh ba. Trời ơi, nhưng mà ông chồng mà đã chết rồi. Anh đi về đi. Anh đi về đi. Nhưng mà không được. Trước khi về tôi kể cho quý vị nghe một cái chuyện này. Lúc trước tôi có biết về một người phụ nữ. Rồi sau chiến tranh chồng bà ta chết đi, để lại cho bà ta một đứa con còn thơ dại. Trong cuộc sống bây giờ của bà ta khó khăn lắm. Khó khăn tới mức độ không có một căn nhà đàng hoàng để mà ở. Không còn cách nào hơn, bà ta mới gom góp hết những đồng tiền cuối cùng còn sót lại để tìm mọi cách đưa hai mẹ con sang tới bên đây. Sang tới bên đây rồi, bà ta sẵn sàng dẹp bỏ đi cái quá khứ thời vàng son của bà ta. Giống như bao nhiêu người phụ nữ khác, lăn lóc vào mọi công việc để kiếm tiền nuôi con cho tới ngày khôn lớn. Tôi nhớ là lúc đầu bà ta qua ở miền Đông á, chạy chiếc xe quá cũ, chiếc xe có 200-300 đồng mà. Bà bị hư xe ở dọc đường. Tiếng Tây tiếng U thì không biết, không biết gọi ai hết. Bà gọi tôi ra, tôi lập tức lái chiếc xe ra tìm bà. Quý vị có thể tưởng tượng, trời thì lạnh, tuyết rơi đầy đường hết. Tôi lái chiếc xe 2 tiếng đồng hồ mà không tìm ra được chiếc xe của bà. Tôi muốn khóc luôn vậy đó. Nhưng mà trời vẫn còn thương. Tôi gặp được chiếc xe của bà mừng lắm. Tuyết nó phủ trắng chiếc xe vậy. Tôi chạy, tôi mở cửa xe ra thì hỡi ơi, không phải có mình bà ngồi trong xe mà có lũ đứa con của bà nữa. Hai mẹ con lạnh cống nhau ngồi trong xe đó. Lúc đó tôi nhìn thấy cái gì, tôi nhìn cặp mắt bà muốn khóc lắm mà hình như khóc không nổi nữa rồi. Tôi tự nhiên nước mắt tôi trào ra hồi nào không thấy nữa. Kể từ đó tôi nguyện với lòng tôi, tôi nguyện với ông thầy của tôi là tôi sẽ kề cận bên cạnh bà, lo lắng cho hai mẹ con cho tới cuối cuộc đời của tôi. Rồi thời gian trôi qua, bao nhiêu khó khăn bà vượt qua hết. Con cái đã thành nhân, cơ ngơi thì đã có. Hôm nay tự nhiên bà kêu tôi qua đây, bà nói với tôi là bà muốn bỏ tất cả để về Việt Nam sống thui thủi mệnh mình. Rồi bà không cho tôi cản. Thử tôi không cản có được hay là không. Rồi tôi chưa nói hết đó. Rồi rủ bà về bệnh. Bà bệnh hoạn rồi sao ai lo cho bà? Ai là người kề cận bên bà để bà nói tôi nghe đi. Anh nói thì anh để cho tôi nói nữa à. Tôi hỏi anh là vậy chứ ở đây ai là người kề cận tôi đâu anh ba. Anh thấy không, con cái vợ lớn này, nó có chồng rồi, nó đẻ con, nó đưa cho mình nuôi. Mình nuôi rồi con nó lớn rồi, bây giờ nó đi nó ở đâu mất tiêu à. Thủi thủi con mình anh thấy không. Tại anh không có biết đâu, con nhà này rộng như nè, tôi cứ đi ra, đi vô, đi lên, đi xuống. Nhiều khi ra nói chuyện với bông hoa từ tiếng này sang tiếng khác vậy đó. Người ngoài người ta dòm vô, ta tưởng mình khùng á. Mày làm gì mày dòm tao vậy? Tao nói không đúng sao? Làm gì hôm nay mà buồn mà sao cái màu xanh sao nó éo éo vậy nè. Anh ba à, anh tuổi già mình anh biết rồi đó, khó ngủ lắm. Nhiều đêm anh biết không, tôi ngủ không thế nào được hết. Mà đêm trời ở đây sao mà đêm nó tĩnh mịch quá anh ba à. Mình nhắm mắt lại mình nghe cái tiếng ve 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 trong cái lỗ tai mình vậy nè. Nhiều khi tôi muốn hét lên, tôi muốn nói với một ai đó mà trong phòng có một mình à. Nhiều khi nửa đêm muốn bắt cái điện thoại gọi cho anh vậy đó. Sao không gọi? Thì sợ phiền anh. Trời đất ơi, không gọi mới là phiền á. Tôi chờ điện thoại mà từng ngày từng phút à. Đó chứ. Tại bà suy nghĩ ai bỏ bê bà đâu. Tại cuộc sống mỗi người có một cuộc sống riêng thôi. Nhưng mà người ta ở riêng đâu phải là người ta không quan tâm tới bà đâu. Anh không hiểu. Trời ơi, anh ở trong không trong cuộc anh không hiểu. Bây giờ tôi giống như là người thừa vậy đó. Ở đây nó càng già càng làm phiền con phiền cháu thôi ạ à. Cho nên tôi quyết định tôi đi về Việt Nam. Vì ở Việt Nam còn có người cần đến tôi anh ba. Trời ơi, ai cần mà nói hoài vậy? Thì chồng tôi anh ba. Chị ơi, ông thầy tôi chết rồi mà cứ... Tôi tức quá mà. Ê, anh ba, anh làm gì đó anh ba? Trời, anh ba, anh ba. Trời ơi anh ba. Trời ơi, tôi, anh ba. Tôi muốn đóng vai ông chồng của bà, nói lên tiếng nói của một người đàn ông. Bây giờ bà muốn cái gì bà nói đi. Thì tôi chỉ muốn được về với chồng tôi thôi. Bà muốn về với chồng của bà là tôi. Đúng rồi. Em, bây giờ em muốn cái gì em nói đi. Anh à, lâu quá không thấy anh. Anh khỏe không? Anh khỏe lắm. Anh à, em nuôi con bây giờ nó khôn lớn, nó thành đạt, nó trở thành một người lương thiện như anh mong muốn rồi. Em giỏi lắm. Hai đứa cháu ngoại của mình nó dễ thương lắm anh. Cảm ơn em. Anh biết không, em thấy trách nhiệm làm mẹ của em đến đây hết rồi anh à. Sai. Cái này em sai. Trách nhiệm của một người mẹ không bao giờ hết đâu em. Anh, nhất là mình là người Việt Nam nữa. Mình đã là cha là mẹ rồi thì lúc nào cũng lo cho con cái cho tới ngày nằm xuống xua tay nhắm mắt mới chịu thôi đó em. Nhưng mà để anh một mình em không nỡ. Em ơi, cuộc đời của anh lăn lóc gió sương nó quen rồi. Anh không cần thiết lúc nào cũng phải có người kề cận bên cạnh anh đâu. Cái mà anh cần đó là anh cần em hãy lo cho con anh nè, lo cho cháu anh nè. Anh cần em thay mặt anh làm những cái điều mà anh làm chưa được, em làm giùm anh đi. Em có biết là anh thèm được vuốt tóc con anh lắm. Anh muốn ôm cháu anh vào lòng lắm em. Mà tại sao em làm được mà em bỏ đi về? Em nhớ anh. Thì anh cũng nhớ em vậy. Em chỉ muốn thắp cho anh một nén nhang thôi. Em yên tâm đi. Yên tâm đi. Có nhiều người đốt nhang cho anh lắm rồi. Em yên tâm đi. Tôi biết ngay mà. Nhiều bà đốt nhang quá không cần tôi phải không? Nữa. Trời đất ơi, cái tật ghen bóng ghen gió mà cứ ghen hoài nè. Em ơi, bây giờ anh còn gì nữa mà ghen? Còn cái đống xương mà ghen, ghen cái gì? Với anh nói cho em yên tâm nè, mấy bà bạn của anh ở dưới không bà nào đẹp bằng em đâu. Thôi anh đừng có xạo đi. Thiệt, bà nào cũng tránh nhắc xinh lè xinh lét giống như ma rồi, ghen ghen gì. Thiệt ghê, khổ ghê. Em không tin đâu, em phải về à. Nè nè nè, Sao lúc này em hay cãi với anh quá vậy? Hồi đó đâu có cãi đâu, bây giờ qua Mỹ sống mà đặt lady first rồi cãi chồng phải không? Thì anh cũng đổi đi, trời anh đừng có chồng chúa vợ tôi nữa. Trời ơi Vicky, trời ơi cha cha con hả? Con về thăm bà ngoại đó hả? Trời ơi tôi có sao không anh? Mắt có đỏ không? Được lắm, được rồi. Dạ. Con hả? Trời ơi con hôm nay đi đâu đây? Con chúc anniversary của ông bà ngoại. Thôi cảm ơn chưa? Con. Mà con bác thấy chưa? Cháu nó còn nhớ tới vậy mà cái trách nó bỏ bê hoài. Nó tới ban ngày, ban đêm nó về nhà nó ông ơi. Nữa, dĩ nhiên tối nó phải về rồi bà, cái gì cũng nói được à. Môi. Ủa ba má chở con qua hả? Dạ. Vậy tí Tẹo đâu? Tí Tẹo. Thôi cho chị Tẹo. Trời ơi nặng quá cha. Ăn cái gì mà nặng dữ vậy cha? Ăn cái gì mà bà nhọa dấu quá, không gặp cả chừng, không gặp bà ngoại hung chết chơi. Ai chả sơm quá vậy, hung chết chơi. Thấy thương không? Cháu chích thấy thương vậy mà nỡ bỏ đi, thấy thương không? Thôi chết rồi, ra chào ông đi con. Chào ông. Giỏi. Oh my god, con trai mờ mặc áo dài. Yeah, mẹ said only girls mà áo dài thôi á. Let me ask him. Ask cái gì con? Hi. Hi con. Are you a boy or girl? Từ đã coi đó. I got it. From here to here, he's a boy. From here to here, she's a girl. Trời ơi. Trời đất ơi. Trời ơi đó, bà thấy chưa? Đó, ông không chịu lấy vợ ra cháu tưởng nó ông gơ thấy không? Bà đó, bà coi lại đi, có bà ở đây phải dạy con, dạy cháu về cái phong tục tập tục người Việt Nam mình. Tập tục đó, sao? Đó. Đi đây này con, đây để ông nói con nghe. Người Việt Nam mình á, cái phong tục người Việt Nam mình không phải chỉ có đàn bà mới mặc áo dài đâu. Đúng rồi. Đàn ông con trai cũng có thể mặc áo dài trong những ngày trọng đại. Đúng vậy. Ví dụ như là ngày đám cưới vậy đó, con biết không? Đúng vậy. You guys are getting married? Đúng vậy. Bà ngoại muốn lấy chồng phải lấy kỹ sư bác sĩ nha. Trời ơi. Trời đất ơi. Nè, cái bà kia, ai dạy bà với bà? Bà ngoại dạy con. Trời ơi, bà ngoại dạy con. Bà dạy mấy cái nhỏ, mấy đứa cái gì đâu. Bà không chịu dạy cái chánh. Bà không dạy tụi nó cái gì giờ gọi là Việt Nam hay là quê hương. Thì mình dạy vòng phụ rồi mình vô cái chánh sao. Trời ơi, này con, để tôi dạy con cháu tôi. Này con, bây giờ ông hỏi con nè, con có biết quê hương là cái gì không? Quê hương là cái gì không? Đó, thấy chưa, bà thấy không? Con nghe, quê hương á là cái nơi mình chôn nhau, cắt rúng á, con biết không? What? Cắt rúng? Quê hương á là cái nơi nào mình đẻ ra đó, con biết không? Con biết rồi. Cháu tôi giỏi quá, trả lời ông đi con. Quê hương là bệnh viện Fountain Valley. Trời ơi! Trời ơi, cái gì quê hương là bệnh viện Fountain Valley trời. Chỗ đó là má con đẻ con ra mà. Trời ơi. Mà tôi nói ông nghe, ông dạy kiểu đó con cháu nó hiểu lầm. Đúng rồi, để tôi con ra đây. Nè ha, con biết không? Quê hương là cái nơi ta nói toàn người Việt Nam không à. Buôn bán quán xá đồ ăn đồ uống toàn là Việt Nam không à. Cái Việt Nam lâu lâu dòng về nơi đó tụ tập vui vẻ. Dạ, con biết rồi. Quê hương là Phước Lộc Thọ. Trời đất ơi, bà dạy cháu bà làm sao mà nói quê hương là Phước Lộc Thọ. Trời ơi. Thì cũng đúng vậy. Bà thấy chưa? Ai nói là bà hết trách nhiệm đâu. Có bà, có ông với bà ở đây là quan trọng lắm. Phải cho tụi nó biết cái gì nguồn gốc tụi nó. Biết rồi. Thôi bây giờ vậy. Sao? Ở kỷ niệm ngày cưới của hai ông bà, tôi chở cả nhà mình đi ăn nhà hàng, chịu không? Có cái xe đạp sao bà cháu tôi ngồi lên được? Không có. Bà khoái đi xích lô hả? Tôi chở bà đi xích lô. Xích lô là cái gì? Đó thấy chưa, bà phải dạy nó. Ông nói con nghe, xích lô là chỉ có Việt Nam mình có thôi. Xích lô là chiếc xe ba bánh, tài xế ngồi đằng sau. Con hiểu không? Dạ không. Thôi bây giờ ông chơi trò chơi xích lô. Con xích vô đi, ông chỉ xích lô lại gì cho. Rồi vô. Rồi bây giờ đây. Sit down. Sit down con ơi, sit down vô đây. Rồi vô ha. Sit vô nghe. Sit bell. Rồi bây giờ đi xích lô. Khán thính giả. Dạ kính thưa quý vị, như quý vị thường nghe nói là sân khấu là cuộc đời, cuộc đời là sân khấu. Giống như anh chị em nghệ sĩ chúng tôi trên sân khấu đi đứng nói cười, có lúc buồn, có lúc vui, Có lúc hờn, có lúc giận, có lúc thương, có lúc yêu. Thì ở ngoài đời chúng ta cũng giống vậy. Cũng có lúc vui, cũng có lúc buồn, cũng có lúc thương, cũng có lúc yêu. Nhiều khi còn yêu dữ dội hơn trên sân khấu nữa. Trên sân khấu chúng tôi nhiều khi ôm thôi mà ngoài chẳng những ôm mà còn siết. Dạ, kính thưa quý vị, cho Hồng Đào xin tiếp lời là trước khi chúng tôi trình diễn một cái vở kịch ngắn đối với quý vị thì chúng tôi phải có tập dượt, có đạo diễn, có tác giả. Nói chung là chúng tôi phải làm việc trước hết, sau đó mới dám trình diễn với quý vị. Nhưng mà quý vị ở ngoài đời đó, đôi khi chúng ta diễn mà chúng ta không cần gì hết. Đụng là diễn, không cần kịch bản, không cần tác giả gì hết. Có nghĩa đôi khi ngoài đời chúng ta còn diễn hay hơn trên diễn viên trên sân khấu. Đây, cái chuyện này em nói rõ ràng để khán giả hiểu lầm nha. À không, ý là Hồng Đào nói là ở ngoài đời ai mà chẳng có lúc đóng kịch, đúng không quý vị? Chẳng hạn như là không phải bây giờ đâu mà ngày xưa nữa. Ngày xưa nhớ là khi mà mấy cái cô con gái ngây thơ nhẹ nhàng, nón quai thao, rồi coi như áo dài tứ thân, đang đi chùa hương, đang đi lang thang thế này nè, mà nhìn thấy một anh trai làng đi sau theo là bắt đầu khép chân vô để yểu điệu liền à. Bởi thế người ta có câu là em đi chàng theo sau, em không dám đi mau, sợ chàng chê hấp tấp, số gian nan không giàu. Đó là diễn đúng không quý vị? À. Hèn chi mỗi lần em ra đường em gặp mấy em nào đang đi bình thường thôi à. Mỗi lần gặp trai nhìn cái mặt ngước đâu trên trời đó. Trời ơi, Lemon Question. Cái gì? Lemon Question là cái gì? Lemon là chanh, mà question là hỏi, là chanh hỏi chảnh. Như vậy là cũng diễn đúng không? Thảo nào quý vị ơi, hèn chi lúc mà Hồng Đào với Quang Minh đi ra biển chơi đó, bình thường á Quang Minh mà đi chung với Hồng Đào đi lâm khum vậy nè, cái gặp mấy em mà trẻ đẹp mặc bikini nằm dài tự nhiên đi ngang cái hóp bụng ưỡn ngực đi à. Cái này cũng diễn đúng không? Trời ơi, nói bể hết. Nói thiệt quý vị nha, thanh niên trai trẻ tập thể dục mỗi ngày, nó cởi áo ra nó 6 cục, còn em cỡ tụi em cởi ra 6 cục, nó dồn lại còn 1 cục. Phải hóp chứ sao không hóp trời. Dạ, bởi vậy nhân tiện đây Quang Minh và Hồng Đào xin mời quý vị hãy xem một mẫu kịch đời thường xảy ra trong đời sống. Kịch đời và đời kịch. Dạ, mời theo dõi. Có ai gọi đây? Hello. Dạ em là chị. Sao chị? Chị muốn gặp vợ em hả? Dạ dạ em chờ em xíu. Em hả? Cô chị Thu nói chuyện. Nói em không có nhà. Sao vậy? Nói em bận rồi. Không, nói dùm anh đi, khách hàng của anh mà. Ôi làm bộ nói em đi, trời ơi. Nói đi. Anh lỡ rồi, nói. Em ghét cái bà này lắm. Sao vậy? Trời ơi, em ghét cái bà này lắm. Lỡ rồi em, khách hàng của anh mà. Em nói anh nghe nè, trời em ghét cái bà này, em trời nó nói nhiều vô cùng vậy đó. Mà giọng đâu nheo nhéo ở trên trời vậy đó. Ui khổ ghê vậy đó. Hello, chị Thu hả? Dạ, trời ơi sao lâu quá chị không gọi em vậy, em nhớ chị quá trời luôn vậy đó. Dạ đúng rồi đó, nhớ nhất là cái giọng mà quanh vàng thỏ thẻ của chị á. Dạ dạ, dạ chị nói đi em nghe chị nè. Dạ em lắng tai nghe chị nè. Thấy không? Thấy đâu? Dạ em đang nghe kỹ lắm, chị cứ nói đi chị. Dạ. Đó đã em. Dạ 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 chị ơi. Chị ơi. Chị ơi. Alo. Alo. Em không nghe gì hết chị ơi. Hình như là mất sóng chị ơi. Ok thôi ba chị nghe. Dạ dạ ba chị gặp sau. Rồi nè. Thôi rồi. Nói như thế không? Đó là diễn đó. Ngoài đời là diễn đó. Anh ơi. Gì đây? Trời ơi, mỗi lần mới diễn anh ơi tôi sợ liền. Gì đây? Em nói nghe nè, anh đi đón con giùm em nha, em đi shopping nha. Trời. Em có hẹn với... anh ơi, em nói nghe nè. Mấy hôm nay nè em đăng báo cho xe phòng á. Ở đó, coi nhà mình còn cái phòng dư em cho xe rồi. Cái gì? Có... Hả? Anh nói thiệt em ở nhà anh sợ người lạ vô ở lắm, không tự nhiên anh ghét xe phòng, tự nhiên cho xe phòng mà. Có cái gì đâu anh, bây giờ nhà mình có cái phòng dư biết không, mình cho xe lấy mấy trăm. Trời ơi, xăng bây giờ mắc quá, lấy mấy trăm đổ xăng đi vòng vòng chơi anh. Trời ơi, nó chẳng nghe trời. Em nói nghe nè, người ta gọi tới liền giờ nghe. Cái gì? Mà nếu có cho xe phòng ai hỏi đừng nói cho xe phòng, nói bà con vô ở nghe. Trời ơi. Đó, rồi em đi á. Trời, nhưng mà em ơi. Em hẹn với bạn em rồi. Trời, tôi nói thiệt với quý vị nha. Nhà đang ở có người lạ vô tôi không thích chút xíu nào, mất tự nhiên. Mà tự nhiên hôm nay tới cho xe phòng mà. Tôi ghét nhất là người lạ vô mà. Ai đây? Dạ, chào anh. Gì đây? Cho em hỏi, ở đây có cho xe phòng phải không anh? Đó, thấy chưa? Trời đất ơi, tôi ghét nhất cái xe phòng mà người ta nói lửa gần rôm có ngày nó cũng cháy. Mà này phải rôm nữa, mà là xăng super nữa. Quý vị làm chứng giùm em nha, hoàn cảnh đưa đẩy chứ phải em muốn nha. Số đó vậy rồi, số hưởng. Ở nhà cho sơ phòng em. Dạ em xin giới thiệu, em là Lan. Em vừa đi học vừa đi làm, với lại em chưa có gia đình. Trời đất ơi, bà chưa có gia đình. Trời ơi, sao ai mà chịu nổi. Em là Lan hả? Dạ. Cậu anh giới thiệu với em, anh là Điệp. Anh cũng chưa có gia đình. Ủa? Chứ nãy em gọi phone tới có chị nào chỉ đường cho em, em tưởng đó là vợ anh chứ. Không phải vợ anh, mà là má của hai đứa con anh. Anh vui tính quá. Mời em. Trời ơi, đâu mà nó tròn quá. Vậy thôi mình vô vấn đề nha anh. Hả? Vấn đề gì em? Thì chuyện xe phòng đó. Vụ xe phòng, quên, chóng mặt quá quên. Dạ. Sao anh em? Ơi, anh coi nè anh. Hả, coi dạ, hả? Anh coi nè anh coi nè anh. Anh coi nè. Trời đất ơi, sao mà nó trắng quá vậy? Ủa gì trắng anh? Không, cái tờ báo trắng. Dạ, nè anh coi nè anh. Thôi, em đừng khung nữa, ngồi xuống anh cái. Dạ. Em khung anh, chóng mặt quá. Cái số này. Sao em? Dạ anh ơi, trong báo nói cho xe 400 phòng phải không anh? Anh ơi, em còn đi học, anh làm ơn anh bớt chút xíu cho em được mà anh. Đó, trời ơi, nó hoàn cảnh nó đẩy qua hoài. Trời ơi, anh nói em nghe nè, tiền bạc đối với anh thì nhiều khi nó cũng cần thiết, nhưng mà cũng đôi khi không thành vấn đề anh. Tiền là giấy mà, đốt là cháy, còn tin là bụi mà, thổi nó bay. Đời phù du lắm em, chứ dê phù mỏ nha. Bà lanh ghê. Thôi anh nói em nghe nè, trong báo vợ anh ghi là 400 phải không? Dạ. Thôi em còn học sinh mà cũng chưa có gia đình, thì anh bớt em chút đỉnh. Thay vì lấy em 400 tháng, anh lấy em 40 tháng. Hả? Anh nói 40 tháng hả anh? Thôi vậy đi. Trời, anh dễ thương quá. Anh dễ thương quá. Với lại anh sao ơi em? Ở trong báo nói không cho nấu ăn phải không anh? Dạ không có nấu ăn. Nhưng mà anh làm ơn cho em gửi một chút xíu đồ ăn trong tủ lạnh của anh được không anh? Trời ơi, tưởng chuyện gì, chuyện nhỏ. Gửi em còn được, chứ gửi đồ ăn. Được rồi. Nhưng mà em gửi gì nè? Dạ thức uống á, thì em để thùng bia. Trời ơi. Dạ còn thức ăn á, thì tiết canh. Trời ơi. Dạ lâu lâu cái dê xào lăn anh. Trời ơi. Với lại hột vịt lộn nó được không anh? Trời ơi em đàn bạn gái ăn toàn đồ nhậu nha em. Trời ơi, anh không có biết, ăn mấy cái đó nó không có tinh bột, nó không có mập. Dạ. Kiểu diet mới giờ đó hả? Dạ. Hèn chi em ăn hột vịt lộn riết người em giống với hột vịt lộn vậy á. Cái môi ấy đỏ giống như dĩa tiết canh nha. Được rồi, dễ, được rồi em, được rồi. Dạ. Được rồi. Ý mà nữa anh ơi. Uống gì nữa em? Dạ trong báo nói không cho hút thuốc lá phải không anh? Em đừng nói anh là em hút thuốc lá nha. Dạ không có hút thuốc lá anh. Được. Dạ đó. Dạ. Mà kéo thuốc lào được không anh? Trời ơi. Trời ơi, cái bà này bà ở thế hệ nào vậy? Bà ăn đồ nhậu, kéo thuốc lào. Trời ơi, em tưởng em ông già vậy. Không có, anh không có biết gì hết. Người ta hút thuốc á, là 1 tiếng người ta hút 1 lần. Khói bay đầy nhà hết á. Còn anh kéo thuốc lào á, 1 ngày á, anh chỉ kéo 2 cữ. Anh sai 24 tiếng, sạch sẽ nhà cửa hơn anh à. Trời đất ơi, thôi phải chấp nhận chứ sao giờ. Không ở nhà không có vui. Thôi anh chấp nhận được rồi, nhưng mà em định chừng nào em vô vậy? Dạ, em tính đầu tháng cho nó tiện anh. Gì đầu tháng? Dạ. Lâu quá vậy em. Hôm nay mới 29 tây à. Chứ anh muốn chừng nào? Ngay bây giờ. Vậy hả anh? Anh nói em nghe, hôm nay anh đang nghỉ nè. Em dọn tới đi, cái đồ gì mà nặng em khiêng không nổi anh khiêng luôn. Mà em mệt anh khiêng em luôn. Dạ. Mày lẹ nha em. Dạ. Anh đừng hứa lèo nha, anh tốt quá. Anh thôi, dễ thương quá. Thôi em đừng có vuốt nữa, hồi cho em free giờ. Anh chờ anh chút xíu nha anh. Anh đừng hứa lèo nha anh. Trời ơi. Ba hả? Con mướn phòng cho ba xong rồi nha ba. Trời ơi. Có 40 đồng 1 tháng đó nha ba. Trời mà ông chủ này ông tốt lắm ba ơi. Ông kêu ba dọn tới liền luôn á. mà ổng còn khiêng đồ cho bà khỏi còn mướn mẻ khiêng đồ. Con nói bà nghe nhà cái tivi 62 inch của bà đó, ổng khiêng lầu luôn. Thôi ba nha ba. Trời ơi, em. Dạ. Em mướn phòng cho ai ở vậy? Ủa thì cho ba em. Trời ơi, vậy mà nãy giờ em vô tự mướn cho em. Thì muốn được chuyện phải diễn chút chứ anh. Trời đất ơi. Dạ kính thưa quý vị, nãy giờ quý vị vừa xem một mẫu chuyện đời. Có thể là có một số quý vị khán giả đồng ý, và cũng có một số quý vị khán giả không đồng ý. Và bây giờ tôi xin mời quý vị thêm một mẫu kịch đời nữa, để thấy là trong cuộc sống chúng ta đôi khi cần phải có kịch. Oh my god, unbelievable. I've told her nhiều lần rồi, con nó bị sốt mà má cứ bạc cho nó thêm đồ nó sẽ sốt còn cao hơn nữa. Em nói nhỏ nhỏ má nghe. I know. Trời ơi em còn lá nữa đâu. Em đã nói với má nhiều lần rồi nhưng mà má không chịu nghe lời em. What is this? Oh my god. Trời ơi. Trời ơi. Má. Hả? Má đéo gì cho thằng nhỏ đây? Bùa thầy Sáu má mang quê qua con. Trời ơi. Cái này ngang tao nói linh lắm á. Con nít mà khóc đêm đó con, đeo vô nó nín re à. Trời ơi, bị má. Thằng nhỏ bay khóc quá. Không phải má ơi, bên đây má còn bùa ngải gì nữa má. Trời ơi, nói bùa ngải cho nó bự con tiếng tự lớn vậy chứ thực sự có cái gì đâu. Thầy Sáu thầy ướp bông bự bông lại trong đây nè con. Rồi đeo vô rồi tối rồi cái mùi thơm nó bốc lên mũi rồi nó làm cho cái gì tụi bay nói gì lát ghẻ ghẻ tao nghe cái gì. Thoải mái là gì con? À, relax má. À đó, relax đó. Nhưng mà tôi nói má nghe nè. Thôi má đừng có đeo nữa. Sao vậy? Vợ con không thích đâu má đừng có đeo nữa má. Ủa chứ nó không thích hả? Dạ. Thôi nói má biết rồi má cất chứ có gì đâu con. Má. Có hả? Con nói má nghe nè má. Cái gì nữa? Từ là sắp tới đó. À. Má muốn nấu ăn, má nấu ăn cho con ăn thôi nha. Ủa sao vậy? Má đừng mời vợ con nữa. Tại trời vì mà... ơi, tao thấy nó đi làm về cực khổ, tao nấu miếng cơm nóng cho nó ăn chứ làm gì mà nó... Không con biết. Nó ngại hả? Không phải má. Con nói má nghe. À. Tại mỗi lần mà vợ con ăn đồ má nấu á, cái tối nào nó cũng than là má nấu ăn làm sao mà tối cái nó bị dị ứng, cái hàm nó cứ ngắt à. Trời ơi mày ơi, mày nói rồi người ngoài nghe tao giao tiếng ác cho tao tưởng tao đầu độc dâu rồi tao bỏ gì vô mà mày nói tao. Không phải, tại má nấu ăn má bỏ bột ngọt nhiều quá. Trời ơi, bên Mỹ này sao nha, chứ bên quê tao coi như bột ngọt coi như là thuốc tiên đó con. Nhức răng mà nhích biết bột ngọt nhét vô là răng nó tê luôn đó mày. Khỏe luôn á. Má ơi tê xong hết đau xong mình nay máy rụng liền à. Không có được có bỏ bột ngọt đường nấu nữa má, kệ nó muốn ăn gì nó ăn má kệ. Rồi thì về bay nói thì thôi, nó không nấu thì tao không nấu nữa. Còn chuyện này nữa má. Chuyện gì nữa con? Vợ chồng con có mua mấy cái CD nhạc của Disney á, cho mấy đứa nhỏ nó nghe đó má. Mỗi lần mà con nó muốn ngủ á, má để nhạc nó vô cho nó nghe nó ngủ rồi. Má khỏi cần ru nữa. Má ru vợ con không hiểu, nói má ru làm sao mà nghe thảm quá. Tao ru làm gì đâu không hiểu à. Tao ru trời hồi xưa tụi bay là ngụp lặng ở trong cái lời ru của tao hết trơn á. Tao ru là đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, mà đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu. Chứ có cái gì đâu à. Con biết rồi nhưng mà vợ con không hiểu. Không hiểu tao dịch sang tiếng Mỹ luôn mày. Đúng không? Lại Sài Gòn one blue one red. Trời ơi. Lại American Tho. Trời ơi, American Tho là gì mà? Lại Mỹ Tho đó mày. One price, one dim. Thôi. Cái này thầy dạy tao đàng hoàng à mày. Thôi má. Con nói má nghe nè. Cái gì? Vợ cô nó không thích thì thôi má, thôi. Là có nghĩa là thôi phải không? Dạ, thôi má. Đút cái CD rồi cho nó nghe nhạc thôi phải không con? Thôi má, thôi. Thì không, má thì má mới qua, bay có gì bay không ưng, bay cứ nói cho má biết không? Dạ, con cảm ơn má. Chứ mà sao tao thấy làm như từ ngày mày rước tao qua tới giờ cái vợ chồng mày gây lộn nhiều hơn phải không con? Má ở đây tuy là ngắn ngày vậy má đi bộ ra kia má gặp nhiều người quen má biết, sao má thấy cuộc sống Mỹ với Việt Nam nó khác xa quá. Dạ khác lắm má. Làm như tụi bay cần cái tự do riêng phải không con, cái riêng tư hay sao á. Làm như coi như cha mẹ với con cái ở xa vậy cái lâu lâu giòn mặt nhau cái đỡ gây lộn phải không con? Không. Không ấy má tính vậy à? Bay có chỗ nào quen bay gửi má đi thời gian cho hai bay dễ xử. Không má không làm việc vậy má. Chứ sao? Dứt khoát là má phải ở với tụi con đó. Nhưng mà sao? Con nói má nghe nè, sợ dĩ hai bên mẹ chồng con dâu chưa hiểu nhau là tại vì vợ con nó bận rộn làm việc quá. Cho nên không có thời gian để tìm hiểu. Từ từ để con lo chuyện này má. Má thương con mà. Này má nói con nghe, tao chịu khổ cỡ nào tao chịu cũng được, nhưng mà mày đứng cửa giữa, tao biết mày khổ tâm lắm. Bên hiếu, bên tình con biết không? Con đứng cửa giữa con xử, má biết là con khổ lắm. Mà má khổ rồi má, con khổ mình thì má không có vui. Dạ không má, nhưng mà con cái là được cái là vợ con nó dễ thương lắm má, không có ý gì đâu má. Vợ mày dễ thương lắm hả? Dạ. Điều này thằng này nó coi bên tình nặng hơn bên hiếu rồi đó nha. Nữa má cứ nghĩ vậy. Ê mày, tao không dễ thương hả mày? Không, tao show biếu đi phù nè mày. Yeah, vì lúc show biếu tôi Huỳnh má dễ thương lắm, má dễ thương lắm. Nhưng mà từ từ để con giải quyết nha má. Dạ, chết thôi, thôi dạ. Nói chuyện bay thôi. Tao đi vô tao coi nhỏ với hai chồng bay đi mần ăn chứ trễ là chết đó nha. À, đâu rồi? Má. Cái gì? Con nói má nghe nè má. Sao? Má. Hả? Hồi nãy vợ con nó quyết định rồi má. Quyết định gì? Thôi con lãnh má qua đây, má cứ hưởng già đi, má đừng làm gì hết. Thôi kệ, má kệ đó má. Phải làm. Không má. Cái gì? Vô con nhỏ. Không. Vợ con quyết định hôm nay dẫn thằng nhỏ đi gửi babysit rồi má. Đấy. Nha, thôi con vô dẫn đi làm nha má. Con đi làm, con đi làm. Má. Nhưng mà tao con. Màng ơi, nó rước mình qua đây tưởng đỡ chân đỡ tay cho nó, mà giờ con nó không cho rờ cơm, nó không cho nấu, rồi tôi ngồi thụ lụn đóng đi chi vậy trời. Ê, thôi kìa, đeo bùa thầy Sáu vô cho nó relax chút xíu coi. Hay mà làm như bùa thầy Sáu qua Mỹ nó hết linh hay sao á, đeo vô nó còn nôn nao thêm nữa. Chị Nam có tin vui giữa vợ thiệt dạ chị Nam ơi. Nhỏ nhỏ, thằng con tôi nó chưa có đi làm, anh nói nhỏ nhỏ. Chị ra đây, cái vụ mà chị nhờ tôi làm đó, tôi làm được rồi. Rồi ha. Cái con nhỏ cháu ruột của tôi đó, con nhỏ mà chủ tiệm nail đó. Nó mới gọi tôi, nó nói là nó cần người giống như chị vậy đó. Tôi giùm hai đứa nhỏ con của nó, đứa 4 tuổi, đứa 8 tuổi. Nhưng mà tôi nói anh nghe nè, cháu anh nó có người đàng hoàng không vậy? Trời ơi, chị lo cái gì không biết nè, chị nhìn tôi đó là nó sao, tôi sao nó vậy? Bị nhìn anh mà tôi mới hỏi câu đó đó. Sao chị sốc thông hoài à? Tại tôi lo anh, con thân mình à. Nhưng mà tôi nói anh nghe này, bây giờ anh thương tôi, anh thương cho trót nghe. Bây giờ tôi vô mà tôi nói với thằng nhỏ là tôi đi mần ăn là chắc chắn không bao giờ nó cho tôi đi. Mà tôi ở đây tôi làm khổ con tôi. Không ấy làm sao anh vô anh nói làm sao mà cho nó vui mà nó cho tôi đi đó. Nó cho tôi đi mà nó cười đó. Anh nói giùm được không? Trời ơi, bà sao lãng xẹt à? Sao vậy? Chị là má của tụi nó, chị nói tụi nó không nghe rồi tôi lấy tư cách gì tôi nói tụi nó nghe. Biết đâu người lạ nói được chứ tôi nói không được. Anh ơi anh giúp giùm tôi. Mà cái chuyện của chị sao khó xử quá à. Chị Năm. Anh to mà diện anh quá, anh vô đây, vô đây nói nhỏ thôi. Tôi bị cái tánh tôi ăn nói lộn mãn quen rồi. Tôi có cách rồi. Cách gì? Bây giờ tôi bày chị cách này nha. Bây giờ chị nói với tụi nó là đi làm là chắc chắn tụi nó không cho chị đi rồi. Không bao giờ nó cho tôi đi. Thì bây giờ chị đừng có nói với tụi nó chị đi làm. Chị nói với tụi nó là chị đi theo trai. Trời ơi, tao nói cái sàn xóm đây nói anh là anh Tư vô duyên, tôi coi nhường anh vô duyên thiệt á. Diễu không có duyên. Trời ơi, tôi tình hình đang căng thẳng, anh nói bậy nói bạ gì vậy anh Tư? Trời ơi, không phải chị ơi, vì tôi mừng quá tôi nói lộn. Ý của tôi muốn nói là chị nói với tụi nó là chị đi lấy chồng đó. Trời đất ơi nữa, vô duyên vẫn còn vô duyên anh ơi. Anh coi cỡ tôi dày trời ơi, sắp chui vô hòm rồi mà nói lấy chồng ai mà tin anh. Trời ơi, bà này tối ngày coi phim bộ nè, không coi đài tivi Mỹ gì hết trơn à. Sao? Chị không thấy mấy cái đài tivi Mỹ nó chiếu mấy bà già Mỹ 80-90 tuổi người ta còn lấy chồng được kìa, được huống hồ chị. Trời ơi, 80-90. Mà tôi nói chị nghe, trời ơi cái này là tôi kêu mình giả bộ, mình đóng kịch thôi. Cái gì? Chứ đâu phải thiệt. Đóng kịch là nói đi lấy chồng hả? Đóng kịch. Anh Tư ơi, tôi nói anh nghe này, cả đời tôi đâu biết kịch cọt là gì đâu anh. Trời ơi, bà con cô bác ơi, bà nói bà không biết đóng kịch rồi bà con tin không? Tôi nói chị nghe, cái trán của chị nổi nguyên một chữ kịch lên kia kìa. Ông anh này đừng có giỡn đó mà, thiệt có giờ làm sao. Tôi phân tích cho chị thấy nè, con cái ở đây đó, có ai mà không muốn cho cha mẹ mình vui đúng không? Nó muốn tôi vui. Có đứa con nào mà không muốn cho cha mẹ mình hạnh phúc thì nó thấy tôi hạnh phúc nó vui. Thì bây giờ chị nói với tụi nó chị đi lấy chồng, chị lấy chồng là chị có nghĩa là chị vui, chị có hạnh phúc rồi, thì bây giờ chị vui vẻ có hạnh phúc thì con cái nó phải vui, nó chấp nhận cho chị chứ. Anh bây giờ cái này có duyên đó nha. Được có duyên đó, bây giờ tôi nói tôi đi lấy chồng, nó vui nó cho tôi đi lấy chồng, nhưng mà rồi giờ ai làm chồng tôi giờ trời ơi. Trời ơi. Trời má. Gì vậy bà? Trời ơi. Gì vậy má? Trong kết. Gì vậy? Má. Con à. Mất cái hôm nay là chuyện gì vậy má? Không có giới thiệu với con. Đây honey của má. Trời ơi. Mật ong á, mật ong. Đít đi. Do nít father. Trà kế. Trời ơi, má. Hả? Má hôm nay con thấy má thì ở trong nhà không à. Má đi đâu ra đường tự nhiên hôm nay má có honey nữa trời ơi. Đâu có đâu, bị sáng sớm á. Má thức dậy má không biết làm gì cái má đi ra công viên đó, má tập thể dục ngang. Dạ. Cái má đang tập thai chi vậy nè con đó, mà nhìn qua cái nách má thèm cái má kết liền à. Con em nó không tin. Ha, bây giờ em đọc thử một bài thơ mà cái lần đầu tiên mà em gặp anh em email qua cho anh á. Đọc cho nó nghe đi. Anh Tư ơi, cái này trong không có trong tuồng. Trời đất ơi, tự nhiên hồi nãy anh đâu có nói thơ, bây giờ nói thơ tôi xịt thơ đâu ra anh. Chị không biết cái gì hết, tình yêu là phải có thơ có văn rồi nó mới tin chứ. Bây giờ chị nhìn vô cái bản mặt tôi, chị đọc bài này nè. Rồi nè con ơi, con nghe má đọc thơ tình nghe con. Từ ngày em quen anh, răng của anh hai hàng trắng thật đều. Bây giờ em yêu anh, răng của anh nó vàng đi chút xíu. Bị hút thuốc nhiều quá. Thuốc nhiều quá vàng. Thuốc thuốc nha. Hai người vậy rồi giờ bây giờ vậy. Bây giờ hôm nay nha. Anh nói đi anh. Bác tới đây bác trịnh trọng tuyên bố với cháu một điều. Hôm nay bác tới đây để bác rước má của cháu về nhà của bác. Má của cháu về bển không cần phải làm lụng lo lắng gì hết. Đúng rồi. Chỉ giữ hai đứa, đứa 4 tuổi, đứa 8 tuổi, bao ăn ở, lương tháng 1.500. Trời ơi. Trời má bác nói con bác cười quá. Bác rước vợ về mà con tưởng bác rước má con đi làm giữ bé xích. Thôi là lộn. Không phải, ý của bác nói là má của cháu về bệnh đó là ở không cần làm lụng lo lắng gì hết. Hai đứa con của bác đó nó cho bao ăn ở, có nghĩa là cho lo lắng cho má của cháu bên đó, rồi còn cho hai vợ chồng già tháng 1.500 nữa. Đúng rồi đó con, sướng lắm con ơi. Nhưng mà con thấy không được đâu má ơi. Thôi bây giờ vậy, thôi bây giờ vậy nè. Nè thôi đi, bây giờ em vô em lo soạn quần áo đi. Rồi để anh về nhà cái anh cũng lo chuẩn bị clean up phòng ốc này cho nó sạch sẽ, cái anh qua nước em về. Đưa nàng về Vinh ha. Đưa nàng về Vinh nha. Rồi bây giờ về nha. Anh về đi. Quên còn cái vụ này quan trọng nè. Cái gì nữa? Cần đám cưới rồi trước khi về phải hung cái chứ. Trời ơi, cái gì vậy ấy? Trời ơi, bác hung má của con một cái đã quá bên ơi. Trời ơi trời. Trời ơi má. Nãy giờ má đang giỡn không phải không má? Không phải chuyện thiệt phải không? Con, má có bao giờ má giỡn với mày đâu. Thôi giờ má tuyên bố luôn nghe con. Tuyên bố. Má xin phép con cho má đi lấy chồng. Trời ơi. Trời ơi, tôi nghe má tôi nói lấy chồng tôi nổi da gà luôn á má. Trời ơi, tao còn nổi da gà không hồ chi mày. Trời ơi. Má ơi, tóc má bạc trắng rồi má. Trời ơi, bạc trắng tao nhuộm lại hồi mấy hồi mày. Nhưng mà mày con, mày quê quá à. Mày qua Mỹ mà mày không ấp đách gì hết trơn à con. Sao? Trời ơi, hỏi con nè. Con nghe Mỹ người ta nói không? Sao má? Live today mà die tomorrow, con biết không? Sống nay chết mai. Trời. Phải yêu cuồng sống dội chứ con. Trời ơi, thôi má ơi, nhưng mà không được. Má có biết là năm nay má bao nhiêu tuổi chưa? Yes, I do mày. Trời ơi, má sổ tiếng Mỹ đồ lấy chồng nữa. Nhưng không. Mà đây má nói mày nghe nè. Cái này nghe. Bây giờ đó má tuyên bố là má tìm được hạnh phúc. Má đi về nhà chồng. Con vui không? Con vui không? Thì dĩ nhiên là con vui rồi. Nhưng... bây giờ má tìm được hạnh phúc, con có hạnh phúc cho má không? Má. Cái gì? Má nói má hạnh phúc sao cặp mắt má đỏ vậy? Mày không tâm lý gì hết trơn trụi à. Mày biết người xưa đó, con gái mà trước khi đi về nhà chồng á, trời ơi người ta khóc như mưa á mày. Trời ơi. Trời ơi má, tôi mà là con gái về nhà chồng. Trời ơi, không được đâu má ơi, con thấy không được, chuyện này không được. Không, má đi, mày cho vui vẻ cho má đi, bị gì má đi vì hạnh phúc của má mà. Nhưng mà tao nói nghe, tao mà ra khỏi cái nhà này rồi đó, Hai vợ chồng ngang kính trên nhường dưới, đừng có gây lộn gây lạo, nó mới rầu lắm con biết không. Còn thằng nhỏ cháu nội má ngang ráng lo cho nó cho đàng hoàng á. Còn nếu mà tụi bay mà cần gì má đó, nói một tiếng tao bỏ chồng tao về với tụi bay liền nghe không. Nghe con. Thôi tao đi vô. Mới đâu vậy má? Tao vô tao gọi phone tao book make up cô dâu. Má. Cái gì? Nhưng mà má ơi, cô nói thiệt, nếu mà thật sự má vui vẻ mà hạnh phúc cô đồng ý liền đó. Nhưng mà ở bên này chỉ có hai mẹ con mình à. Lỡ như má có chuyện gì má lo cho thân má được hay không? Con không yên tâm chút xíu nào hết á. Con à, con đừng có lo cho má. Con biết không, ông trời đó, ông cho những người đàn bà như má nhiều đặc ân lắm con à. Con biết ông trời ông cho coi như má nè, đôi vai cứng cáp nè, bàn tay khỏe mạnh nè, để ôm tất cả những đứa con vào lòng. Ông trời ông còn cho má cái sức chịu đựng đau đớn để mà mang nặng đẻ đau. Ông cho má nghĩa là những cái sự kiên nhẫn để lo cho chồng cho con vui vẻ. Má. Ôi cho nhưng mà tao nói mày nghe, ông trời ông cho nhiều quá ông cũng lấy lại mày ơi. Tao nói ông cho đủ thứ nhưng mà rồi ông cũng cho đàn bà như má một cái điểm yếu là những giọt nước mắt. Cho nên khi mà con thấy những người đàn bà như má mà khóc á, thì con nên vỗ về an ủi họ. Còn nếu như con vỗ về an ủi mà họ vẫn không nín được á, thì con phải làm cho họ yên lòng bằng cách là con phải vui vẻ cho má đi nghe con. Thôi má đi. Cái thằng tao đi lấy chồng làm dữ. Má. Cái gì? Gì? Hết kịch rồi má. Kịch nào? Kịch ở trong kịch hay kịch trong ê ra? Cả hai. Hết rồi hả? Dạ. Hello, nam vũ sư Nguyễn Hùng speaking. Thầy Nguyễn Hùng hả? Em đây, Kiều nè. Kiều nào vậy em? Không giấu gì em chứ cuộc đời của thầy gặp nhiều Thúy Kiều lắm. Kiều nào vậy? Em đây nè thầy, Kiều Tango 36 bước đó thầy. À, Kiều quậy phải không? Cái cô mà khoái te bị té hoài đó phải không? Thì hết trơn hết trọi à. Có chuyện gì không em? Hôm nay em gọi thầy đó, em muốn nhờ thầy một việc được không thầy? Trời ơi, cỡ như em nhờ thầy giúp 10 chuyện cũng được, có gì có một chuyện. Chuyện gì vậy em? Em nghe đồn đó hả? Phụ nữ nào mà khô khan tình cảm cách mấy mà tới thầy á cũng thành mềm phải không thầy? Cái đó có, that's true. Có chuyện gì không em? Chẳng giấu gì thầy đó, em có một bà chị đó, si cũng ok lắm thầy, mà quê mùa lắm thầy ơi, không có chịu đi đâu hết trơn á, mà khô khan tình cảm nữa. Đâm ra em muốn nhờ thầy tới nhà của em á, chỉ cho hơ á, lướt mềm được không hả thầy? Trời ơi, tưởng chuyện gì. That is it to me. Được em, nhưng mà chị em năm nay nhiêu tuổi rồi? Ủa, nhí đầm mà cũng hỏi tuổi nữa hả thầy? Chứ sao em, thầy tính tiền theo tuổi à nha. Thí dụ như em nào mà 50 tuổi á, thì thầy tính 50 đồng một giờ. Còn em nào mà 40 tuổi á, thầy tính 40 đồng một giờ. Mà em nào mà 20 tuổi á, thì thầy tính free. Vậy chị em hôm nay nhiêu tuổi rồi? Ok, quyết định như vậy. Em sẽ ký cho thầy một tấm check 43 đồng. Alo. 36 bước. Mới mấy tháng em lên ký dữ vậy em. Quái te mà bị té hoài à. Ai kêu thầy già chứ à. Chứ thầy trẻ cái xíu à, em té là người thầy rồi. Đừng chọc quê thầy hoài nha. Em chuẩn bị cho thầy rồi nè. Cái gì vậy? Cái trách đó. Thầy nói với em rồi, thầy tới chưa dạ hết đưa trách chi vậy em? Ủa vậy em đâu biết đâu. Nó lỡ rồi đây. Rồi, ủa 50 đồng. Chị em 50 tuổi ha? Không có, 43 tuổi, 7 đồng tiền tê. Thôi, làm như mình làm neo tiền tê. Thôi đúng đây nha. Kêu chị em ra đi. Em gọi chị em ra ha. Thầy lo cho. Chị đó à, em mới gọi tên chị tên gì vậy? Lê Thị Nở. Trời ơi, trời ơi, 43 tuổi một cô Thị Nở nữa. Tức mẹ hố rồi. Ôi, trời ơi Kiều ơi, trời ơi đồ mỏng quá Kiều ơi, mày cho tao đi bước cao quá Kiều ơi. Đi nào, không được, trời ơi, đứng thẳng lên một chút xíu. Không phải đồ mỏng quá, trời ơi, đi nào. Ê, ê, ê. Vô tội nha. Trời ơi Kiều ơi, trời ơi, Kiều ơi, đàn ông ôm chị Kiều ơi. Ê, trời ơi, nói qua cho thầy quá. Em ôm thầy, chứ không phải thầy ôm em. Trời ơi, chết rồi Kiều ơi. Chị thấy sao? Lần đầu tiên đàn ông ôm vô. Chị thấy sao? Thấy sao? Thấy phê chứ thấy sao? Trời ơi, chị là đúng rồi. Thầy. Ok, giao chị em cho thầy nha. Vì em đi ha. Vô. Nhớ nha. Kiều ơi. Nè. Hả? Món quà bất ngờ của chị đó. Em đi đó. Kiều ơi, tao lạnh quá Kiều ơi. Đồ quá. Ủa ai thở vậy? Tôi ơi, bả thở à, tôi xin tự giới thiệu. Tôi, Vũ sư Nguyễn Hùng. Chào em. Chào ông. Ôi, đàn bạn gái giọng khàn khàn giống như Trúc Khô. Ôi, khàn khàn kiểu này là có một quả tim khô máu quá nha. Thôi, bây giờ thầy tới đây để dạy em đi. Bắt đầu dạy đi. Trời ơi, anh ơi. Anh ơi. Hả? Anh làm cái gì vậy? Không, thầy khởi động em. Thầy võ sĩ với làm gì ghê quá thầy. Không phải à. Theo kinh nghiệm dạy của thầy cho thấy á, dạ, là những người nào mà càng nhỏ tuổi á, thầy dạ, không cần phải khởi động. Dạ. Còn những người nào mà trên hàng 40 mấy tuổi rồi đó, thầy phải khởi động cho nó khỏe. Dạ. Để lát thầy bẻ xương cho nó mềm, bước nhảy lạ lướt hơn. À, dạ. Thôi nhảy nha, nhảy bắt đầu, nhảy gì, nhảy gì? Nhảy đầm. Không lẽ em muốn nhảy gì? Dạ, tại vì từ đó tới giờ em chỉ biết có nhảy cò cò thôi. Trời ơi, 40 mấy tuổi đầu biết nhảy cò cò. Thôi bây giờ tôi nhảy đi em. Nhảy đi ha. Đi ha. Mất thì giờ lắm. Trời, khiêu vũ mất thì giờ. Nè, thầy nói cho em biết đó ha. Khiêu vũ là bộ môn đầy nghệ thuật, giải trí lành mạnh. Thôi, nhảy. Thôi thầy ơi. Đừng có gì đâu ra, thầy nhảy. Đưa ra thầy nhảy ra. Trời này cái gì mà ôm dữ vậy trời ơi. Không có đâu ai. Hả? Nè em ơi, em biết em đang uống gì không? Dạ biết. Đang uống gì? Nước lọc. Hay. Rượu đó. Hả? Rượu? Đưa Thôi say sẩm mặt mày hết trời. Hả? Hả? Lần đầu tiên uống rượu thôi. Thôi. Cô em cô sao vậy? Cô sao vậy? Hả? Cô sao không? Trời ơi. Bây giờ em thấy. Thấy sao em? Thấy. Hả? Life too short. Đã tìm được một chân lý rồi. Rồi đây nha. Bây giờ thầy ráng try cho em tìm một chân lý khác nữa nha. Bình tĩnh nha. Cái nụ cười của thầy đó. Sáng thầy ăn sáng rồi phải không? Thầy ăn rồi. Ăn gì vậy? Món chà rau. Hèn chi kìa, hành dính xanh lè trong răng không chịu xỉa gì hết trơn á trời. Tôi nói với rồi, tôi nói răng là phải clean up 6 tháng một lần. Thầy coi răng thầy thưa, tôi thấy rõ ràng anh hai cái răng thưa anh có sâu là há là tôi coi coi. Há trong răng sâu nè đó, phải đánh răng kỹ lưỡng đàng hoàng anh coi đó. Đây anh hai há tôi coi coi. Thôi. Trời ơi, chịu nổi không? Mình ráng vô đi, mình dạy nhảy đầm. Mà nãy giờ không lo nhảy, cứ lo khám răng không mà. Nhạc người ta rumba, romantic hay gần chết luôn vậy. Có ngày cái nhìn răng người ta kỳ á. Thôi, hồi nào giờ tôi chưa bao giờ thua một người phụ nữ nào hết. Ngày hôm nay thua bạn này thì chịu hết nổi rồi. Tôi chịu hết nổi rồi, trả nè. Quá đi. Anh làm gì anh lớn tiếng với tôi dữ vậy? Tôi trả lời tấm check. Anh thấy tôi điên quá phải không? Anh tưởng là tôi không thích đi nhảy đầm hả? Không thích mặc đồ đẹp hả? Mặc đồ mỏng mỏng hở hở này tôi cũng thích lắm chứ. Hoặc là không thích đi coi văn nghệ, tôi thích lắm anh à. Nhưng mà tất cả những thành thói quen và tôi không thể nào tôi bỏ được anh à. Trời đất ơi, sống không dám là không dám cái gì hết. Em phải quan niệm, em phải quan niệm những bước cuộc sống như là những bước nhảy vậy đó. Nếu mà em không hòa nhập được thì sẽ có ngày em đạp vào chân người ta, thậm chí đạp tay chảy chân của em kìa. Đây nè, bao nhiêu khán giả đang hiện diện ở đây là tất cả những người ai cũng có công việc làm, ai cũng phải đi học. Nhưng nhớ một điều, học hành làm việc phải có những giờ enjoy cuộc sống, phải có những giờ giải trí lành mạnh, đúng không quý vị? Thôi xứ Mỹ này làm việc không giải trí là điên, là điên chẳng hạn. Không dám, bỏ đi em, bỏ đi. Tôi biết vậy rồi nhưng mà nó thành thói quen của tôi rồi. Thói quen thì dẹp đi. Tôi bỏ không được. Cô bỏ không được, tôi bỏ. Đầu hàng vô điều kiện. Xin phép cô tôi về. Hey, anh kia. Trời đất ơi, tự nhiên ở đâu lạ quắc vô nhà người ta, mắng trong mặt người ta một đống xong là bỏ đi là sao vậy? Trời ơi, anh phải biết luật pháp Mỹ, tôi rành luật pháp Mỹ lắm mà. Anh muốn làm sao? Hả? Bây giờ anh muốn nhảy phải không? Hả? Anh muốn vui phải không? Anh muốn enjoy phải không? Tôi muốn tới dạy. Anh muốn gì? Anh muốn nhảy phải không? Cô có ê, cô biết cô đang uống gì không? Biết, rượu nè. Trời ơi, 100% luôn, nhà tình thương mến thương nè. Rồi bây giờ muốn nhảy phải không? Hả? Muốn nhảy phải không? Hả? Anh nói tôi sao? Anh nói tôi là trái tim khô máu hả? Xin lỗi anh là bây giờ trái tim không ngủ yên nè. Trời ơi. Mở nhạc lên đi. Tôi nói anh mở lên. Hả? Mở. Mở. Trời ơi tôi muốn người tôi đã trời ơi, tôi đang hừng hực mà anh mở cái này làm sao được. Trời ơi, bây giờ mở nhạc sung lên. À, mở nhạc sung hả? Sung lên. Hey. Trời ơi. Hey. Bà xỉn thiệt. Vô. Đó, không phải như vậy đó. Vô. Trời ơi, nặng quá trời. Trời ơi, làm cái gì yếu dữ vậy anh? 48 tuổi rồi em. Trời đất ơi, 48 hả? Miệng mồm vậy mà có vợ con gì chưa? Chưa có. Vậy là ế rồi. Còn em nhiêu tuổi rồi? 43 tuổi, mới ôm anh là người đầu tiên. Có chồng chưa? Chưa. Vậy cũng ế luôn rồi. Giờ sao? Vậy còn không mau chi? Đổi điệu xì lô. thứ như mày, cái thằng sao mày ác thế hả? Úi dồi, ôi dồi, đá một cái là ra một thau máu nữa. Ông bảo ngay đây, cái thằng này nó ác lắm nhá. Đây, ta bảo là cái thằng Hiền đấy nó ác lắm đây. Úi dồi ôi, đây này, có chừng nó gạt nó cướp vợ đấy nhá. Để sao mà Hiền thế? Đây, đấy, vạch vạch nó, úi dồi ôi, đá kìa. Hôm qua nhặt tắt đi. Hello. À, con hả? Cậu cả hả? À sao? Sắp sửa soạn đây về nhà mẹ rồi à? Đấy thôi dáng nhá. Ừ, hôm nay cuối năm là tập họp hết và con rồi là vợ chồng em út con về đây con nhá. Ừ, mẹ biết rồi, mẹ nấu món ăn đặc biệt lắm cho chúng mày đấy. Hôm nay ta món cái là thuần túy Việt Nam, ta nấu món giả cầy. Được chưa? Ôi giả cầy thì là tuyệt vời lắm đấy nhá. Coi như giả cầy là mới đầu là nó có cái mẻ đấy. Mẻ là cái gạo mà nó làm thiêu lên, cái mùi nó khai khai chua chua, nó rất đặc biệt, rất ngon con ạ. À, vợ mày không ăn được mẻ à? À thì mẹ bỏ mẻ đi, mẹ lại cho mắm tôm thôi. Mắm tôm thì con biết cái mùi nó thum thủm mà rất là ngon. Hả? Thế vợ mày nó không chịu được mùi mắm tôm à? Ấy thì mẹ bỏ ngay mùi mắm tôm luôn. Ê còn giò heo nhá, làm giả cầy giò heo là phải nướng lên xong rồi. Hả? Mày nói cái gì? Giò heo ăn thì nó lại cholesterol à? Thế thôi mẹ vứt luôn giò heo. Mẹ chỉ... Ơ hai cái thằng này, tao nấu giả cầy mà không mẻ, không mắm tôm, không giò heo. Tao luộc mẹ nước sôi cho mày uống à? Trời ơi, anh à, từ ngày anh làm bác sĩ tới bây giờ anh kiêng nhiều quá con ạ. Ăn một miếng ngon cho nó biết đời như thế nào nhá. Con nhá, nhớ đưa con Vicky với con Tí Tẹo về nhá. Em gái con nó cũng đưa con Tì Tin với lại thằng Andy về đấy rồi đây, vui vẻ nhá, đầu năm nhá. Con nhá, cuối năm nhớ con nhá. Rồi mẹ chờ đấy nhá. Mẹ mong đấy, rồi ok bye. À quên, này mấy đứa nhỏ nó không ăn được đồ Việt Nam thì mẹ có order pizza rồi đấy. Tao chu đáo lắm nha. Đây rồi bye con. Ai. Rồi. Quá. Sao? Pizza delivery. À rồi, tới sớm quá. Wait a minute, ok. Hi. Pizza. Pizza. Thank you. Wait. I tip for you. Trời ơi, I tip for you. Hey, wait a minute. How are you? Sorry, I don't have big money. I just have small money. No problem. Yeah, I just tip for you. 25 cents. 25 cents. Thank you. Cái thằng cha này. Tiếp là cái luật người ta muốn cho bao nhiêu thì cho nó 25 cent là mặt nó nặng như cái thớt á. Trời quá chịu. What? Hả? Bà chị. Hả? Tôi Việt Nam. Ủa? Trời ơi. Việt Nam à? Mai mốt cô nói xấu ai nhìn kỹ mặt nói xấu nha. Kỳ đâu, lắm á. Đâu có biết đâu, nhìn cái mặt dài giống như cái burrito. Tưởng là amigo. Burrito gì? Tôi dân Sài Gòn. À. Ở quận Gò Vấp, khu ngã 5 chuồng chó. À thế à, tôi lại chả bao giờ đến cái chỗ chuồng chó đấy. Nhà tôi quận nhất, đường Tự Do. Chà, bà chị ở đường Tự Do hả? Vâng. Chà, có nghĩa là mấy dân sang lắm ở vùng đó đó nha. Đừng có nói thế, người ta cười cho. Nhưng mà lỡ nó đẻ ra sang rồi mà đâm người sang nó cứ cái chỗ đấy nó ở thôi. Rồi, gặp bà Chảnh rồi. Thôi xin phép cảm ơn người sang 25 cent nha. Thôi, bye bye, see you. Yeah, bye. Chuyện gì vậy bà chị? Xe làm sao đây? Cái buji nó bị hư rồi. Tôi biết mà, già quá là buji nó nghẹt ngay. Này, tuyết rơi nguy hiểm lắm. Vào đây cho ông tí, lạnh lắm. Bà chị không sợ ngại người lạ vô nhà hả? Không, đồng hương nó giúp đồng hương mà. Với lại nhà tôi chả có gì quý. Có mỗi tôi là đáng giá ngàn vàng thôi. Vào, mở cửa lại lên tôi xót. Đúng rồi đó, có mình bà chị đáng giá ngàn vàng thôi. Tại đồ cổ mà. Vào, ta đang mở cửa này. Yeah. Ui. Trời ơi. Đấy, cái cửa bảo con nó bao nhiêu lần nó sửa cho. Tôi để cái chữ là what your xì tép mà không có thấy. Đóng vào. Rồi vào đây, vào đây. Ôi trời ơi, ngồi. Lạnh quá. Bước vô nhà bà chị nó ấm quá ha. Đấy thì có hít và vặn đến 108 độ cơ mà. Uống tí trà nha, uống tí trà cho ấm bụng nha. Đây. Cảm ơn bà chị. Đây trà đây, đây uống. Này, chết rồi, tuyết rơi quá. Rồi, uống tí trà cho ấm. Sao, thấy sao? Chà. Đúng chưa? Trà bà chị cái loại gì mà sao cái hậu nó ngọt quá vậy bà chị? Trà là trà gia truyền. Tôi tự tay tôi chế từ năm tôi 18 tuổi đến bây giờ đấy. Có cái tên đặc biệt lắm nhá. Cái gì? Trinh nữ trà. Trời ơi chị ơi. Chị chế năm 18 tuổi trinh nữ trà. Còn bây giờ còn trinh nữ trà gì nữa chị? Có nước trinh nữ lầu xanh đó. Thế này, sao mà thấy coi bộ ôi sao mà hom hem thế mà lại còn phải đi làm thế, chưa có tiền già. Trời ơi, chị nói tới đây tôi tức ghê. Sao? Không giấu gì chị, tôi năm nay 68 tuổi rồi. Đúng rồi. Mà khổ nổi cái lúc mới qua Mỹ bạn bè nó xúi thôi sụt tuổi đi cho trẻ dễ xin việc làm. Thế à? Cái tật mình tham. Người ta sụp 2-3 tuổi thôi. Tôi sụp một lượt 20 tuổi luôn. Trời đất ơi. Bây giờ nó già, mặt nó già chát rồi. Nó lụm khụm rồi. Vậy mà trong cái driver license của tôi nó mới có 48 tuổi à trời. Ôi, thấy tham là vậy đấy. Ôi mà xin lỗi. Nãy giờ nói chuyện mà lại chả biết là ông anh tên gì. Thế có thể cho phép tôi biết tên không được ạ? Dạ tôi tên Robert. Vâng. Ở nhà ở Việt Nam gã năm chuồng chó nó gọi tôi Sáu Rô, nó qua đây tôi đặt là Robert. Thế à? Thế này anh Bẹt này. Thế là cho hỏi thăm tí gia đình anh Bẹt thế nào rồi? Tôi hả chị? Nói ra đừng cười nha. Vợ con gì chưa? Còn độc thân. Hả? Cái gì? 68 tuổi mà còn độc thân à? Không tin mà có thiệt đó. Ôi thế thì chết thì chắc là giang dở nhiều lần lắm phải không? Hay là làm sao? Hay là chị Bẹt làm sao rồi? Hay là có bao nhiêu đứa con? Hay là bao nhiêu đứa theo chị Bẹt mà bao nhiêu theo anh Bẹt? Mà đã như thế thì làm sao mà 68 tuổi vợ này mà ác độc để cho chồng người già thế này mà đi là... Cái bà này tôi chưa hỏi tên bà, tôi biết bà tên gì rồi. Bà Tám phải không? Trời mới gặp tôi thôi cái làm gì li liệu vậy chị? Đây này, nói ông anh thông cảm nhá. Đây này, đây tuyết ngoài đường thì trắng xóa, mình 4 bức tường với cái tivi, suốt ngày cái chửi nhau với cái tivi, chả có đứa nào nó tới nó thăm mình. Đâm ra gặp đồng hương, mới đầu cũng ngại mà thôi kệ, này vào nhà nói chuyện cho nó rôm rả ấy mà. Rồi nếu chị nói vậy thì thôi cũng có dịp này sao mình rồi? Đồng hương tâm sự với nhau. Rồi sao vợ con sao? Trời ơi đúng ra tôi lấy vợ lâu rồi chị ơi. Mà khổ nổi con cái hồi còn trẻ đó. Tôi có hiếu lắm. Thế à? Thương bà già. Vâng. Một mẹ một con à, thương bà già lắm. Cái gì tôi cũng hỏi ý kiến bà đó. Có một lần tôi quen cô kia mặt dễ thương lắm. Mặt trái son rồi nha. Xinh đấy. Lỗ mũi cao vậy nè. Mà cái chân nó ngắn ngủng à. Đó, tôi dẫn về tôi giới thiệu bà già. Bà mới gặp cái bà lắc đầu liền. Bà nói gì? Nó nói con ơi, lấy vợ chứ nên lấy vợ lùng. Chồng cao vợ thấp khó mà hung. Bắt ghế trèo lên rồi tuột xuống, hung hoài trật tùm lum. Trời ơi, bà nói một cái tôi chạy luôn. Sao mà bà cụ không biết tính gì hết. Coi như bây giờ mình làm chồng nó rồi, mình bắt nó ngồi yên, mình đu ít. Mày nhúc nhích tao đánh mày liền đấy. Bắt nó ngồi yên mà đu. Đu cái gì đu chị, tôi thương bà già lắm. Tại có hiếu, Đó, rồi thời cảm ơn chị. Rồi thời gian sau ha, cái tôi cũng quen một cô nữa. Cô này ngược lại cái chân nó dài thọt lòn luôn. Đấy chắc bà già ưng rồi. Không sao ưng được. Khổ nổi cái trẻ hơn tôi 20 tuổi. Ê, hơi non. Nó dẫn về cái bà gặp nó trời ơi con ơi, lấy vợ chớ nên lấy vợ non. Ôi giời. Ra đường không biết cháu hai con. nhí nha, nhí nhảnh, đồi diamond. Diamond là cái gì? Là diamond á. Hột xoan, hột xoan. Nó thơ của dần diamond đó. Bán cả bàn thờ sắm phấn son. Đó, bởi rồi mà tôi nghe lời bà luôn. Tôi chờ tới giờ này ế luôn á chị. Thế à, trời ơi, thế xót xa quá đấy. Giả kén kẹt hom là thế đấy. Ưng bố đó cái bà lùn này là xong rồi. Bây giờ con đàn cháu đống rồi chứ còn gì nữa nhỉ. Ừ. Trời ơi, nhưng mà khổ nỗi thương mà dạ. Ủa sao? Ủa nãy giờ sao tự nhiên bà hỏi tôi hoài vậy trời? Chứ làm sao? Tôi chưa hỏi chị mà. À thế à? Ờ, con chị sao? Tôi thì đấy, nhìn chị coi này, 4 bức tường tôi cũng home alone. Cái gì? Ở nhà một mình. Chị đừng nói tôi, chị cũng độc thân rồi nha. À không, tôi chả có độc thân gì. Thầy u tôi 9 đứa con gái, ai vào hỏi gã gật đầu ngay ấy mà. Cho nên là tôi lấy chồng sớm lắm. Rồi hả? Vâng. Rồi ảnh đâu? Đi về nơi xa rồi. Là sao? Chết rồi. Rồi cũng may mắn cho ảnh hả? Hả? Không có. Cũng ảnh vắng số quá chị ha. Ừ đấy, vắng số đấy. Tôi thì được cái buồn cái phần đấy, nhưng mà tôi lại trời thương cho cái phần khác, đó là tôi được 2 đứa con đấy. Trời, chúng nó hiếu thảo lắm mà khổ trời thương, cứ cho cả nếp cả tẻ cơ. Ủa đang nói chuyện con cái chị qua con gạo nếp đâu ra? Không, nếp tẻ đây, người Bắc chúng tôi nếp tẻ nghĩa là có con trai có con gái. À, nếp tẻ là con trai con gái. Vâng, cái thằng cả thì coi như nó là bác sĩ. Nó học giỏi lắm, nó có bằng đi em đấy. Bà nói gì đi em? Bằng đi em là bằng master degree á. Trời ơi. Bà này mà nói tiếng Mỹ tôi nổi da gà. Em đi. Em đi mà đổi sang đi em, dịch sang tiếng Việt nó kỳ lắm mà. Ôi giời, thì em đi hay đi em gì là cũng là một lúc đi ấy mà. Đấy, nó giỏi lắm. Còn cái cô gái út tôi, ôi giời ôi sao mà nó học 1 năm nó lên 2-3 lớp đấy. Nó giỏi lắm, bây giờ nó ra trường nó làm dược sĩ, rồi nó cũng lấy một thằng chồng dược sĩ luôn. Bây giờ 2 đứa cùng nhau mở cái phẹt mơ tuya làm ăn rồi. Trời ơi, bà nói chuyện tôi nổi da gà. Hả? Chị ơi. Sao? Liệu nói được, không nói được thì thôi. Sao? Phạt ma si. Cái gì chế thuốc ấy? Chế thuốc là phạt ma si, anh nó phạt ma túy. Thì cái gì cũng cho hiểu lại thôi đấy. Rồi sao? Đấy, bởi vậy. Không biết nói tiếng thì thôi, nói tiếng nó nguy hiểm lắm. Đấy, tôi bảo thật, cái ông này thế là không được rồi, giống ông chồng tôi thọ sinh tời quá. Mình qua xứ ngoại quốc rồi, mình nhập ra mình phải tùy tục. Mình phải hiểu là tiếng Việt đúng không? Đấy, có phone, chờ tôi tí, nhá. Hello. Này, Mỹ gọi coi tôi chơi tiếng Mỹ nhá. Hello, Britney, Pia Vũ, Thị Dậu, May I help you? Oh, Victoria's Secret underwear on sale now. Oh no, I don't need it. Trời ơi trời, nói tiếng Mỹ mà có địch nữa. Oh my god. Oh my god. Oh my god. But I am Tí sư bố mày nói lắm thế, mày quảng cáo mày nói lắm thế là sao bố thầy hiểu không? Nó ngắn ra con hiểu mày nói là sao thầy hiểu, tí sư cha cho mày giúp mày. Thank you, bye bye, Chị ơi. Gì? Hồi nãy chị đang nói chuyện với ai vậy? Với Mỹ. Trời ơi, nói Mỹ sao tôi nghe có cái tiên sư bố nhà mày nữa. Thì nó quảng cáo còn nó dài quá, nó ngắn tôi còn hiểu chứ nó dài sao tôi hiểu. Tôi nói tiếng tôi, nó nói tiếng nó, ai hiểu kệ đó. Trời ơi. Thế mà tôi tiên siêu bố nằm nữa. Thank you, bye bye. Trời ơi. Chị nói tiếng Mỹ sao tôi nhớ tới hồi lúc tôi mới qua Mỹ nha. Tôi cũng đi shopping với bà bạn, 2 người cũng mới qua Mỹ thôi, không biết chữ nào hết á. Vậy mà đi shopping bà nói tôi bà mắc toilet. Ừ thì toilet. Mà tôi không biết toilet nằm đâu hết, bà hồi để bà hỏi cho. Ôi chết. Trời ơi, bà đâu biết tiếng Mỹ đâu. Tôi nói thôi chịu khó nín đi về nhà đi. Đâu có được cái việc đấy. Bà đâu có chịu đâu. Bà gặp ngay thằng Mỹ đang đi tới. Bà nói hey you, I need qua đà ao. Trời ơi. Bà nói tiếng Mỹ bà nói vậy, bà đi tìm toilet bà nít qua đà ao. Bà nói vậy đó. Thì đúng rồi còn gì nữa, mắc toilet thì qua đà ao, chả lẽ qua đà in à? Trời ơi. Cái bà đấy giỏi đấy, nếu là nín nó hiểu được rồi. Thế nên là ông giống y như cái ông chồng tôi hồi sinh thời, lạy chúa tôi nói thật nhá. Cái ông đấy cái gì nhát lắm, không biết học hành gì cả. Ai nói cứ cười Zét. Cái đấy. Cho nên là cả một cái lê bờ này này. Hả? Cái gì? Cả cái lê bờ này này. Cái gì? Lê bờ là gì? Hàng xóm ấy. Trời ơi. Nê bờ. Chết cha tôi nộn. Tôi lộn. Nê bờ. Nê bờ. Nó đặt cho chồng tôi cái là Mr. Z. cái gì cũng rét cả. Sao đặt mấy tờ vest? Tới đây này, cái hôm đấy hồi xưa còn sống tôi còn nhớ là vui lắm đấy nhá. Hôm ấy hai vợ chồng đi ra phi trường. Hôm đấy mắc chứng gì cái ông ấy mặc cái áo màu hồng cánh sen cơ. Đấy như cái váy của tôi này, đây như cái váy này này. Đấy xong rồi ra ngồi phi trường thì có cái ông Mỹ già, ông ngồi ông cứ cười. Thì ông cũng cười lại, thế ông Mỹ già sang hỏi: "Hey, are you gay?" Thằng chả xe yes một cái. Mỹ nó sợ nó bỏ đi ngay. Trời ơi, bỏ vậy không được đâu. Phải học, phải hành đàng hoàng. Với lại tôi nói cho nghe này, tôi bây giờ là mẹ của dược sĩ với bác sĩ, tôi phải là trình độ học vấn thế nó mới nể chứ. Con cái của chúng tôi, bạn bè mà con cái tôi nó toàn là dân là business professional không đấy. Tôi chạy với bà này rồi. Ừ, tại vì con cái nó thành công quá đi. Trời ơi, chị cũng may mắn ha. Anh mất sớm mà cũng lo được hai đứa nhỏ nó cũng thành công là chị may mắn lắm đó. Đấy thì trời thương, tôi ăn hiền ở lành lắm. Nói này nói ra là để cho ông anh nữa là mừng dùm cho tôi nhá, chứ thật sự không phải tôi khoe. Tôi là ghét những mấy người khoe lắm. Đấy, không, chị không có khoe. Chị nổ. Tôi thì giỡn cho nó vui. Thế này, thằng con trai lớn tôi đấy, coi như là nó mua nhà tận sát ngoài biển cơ đấy. Vừa mới mua căn nhà to lắm ngoài biển đấy. Nó sát đến mức độ mà mỗi lần nó mở cái master bedroom thế này, tôi thấy những cái con cá voi nó cứ nhảy, đớp vậy đấy. Thôi chị ơi. Hả? Chị diễn tả cá voi đớp mà tôi tưởng đâu cá tra. Bạp đi. Đấy, thật sự đấy. Còn coi như là cái đứa con gái tôi nó lại không thích ngoài biển cơ. Nó lại lên trên núi nở. Mà giời ơi, cái nhà nó rộng đến cái mức mà không thể tưởng tượng được. Tôi có thằng cháu trai, thằng cu ấy mà. Cái nó rộng, tôi bước vào nhà tôi thăm nó, tôi gọi, tôi vừa cất tiếng gọi cu ơi một cái mà cái nhà nó rộng nó vang cu. Đấy. Xong rồi cái thằng cháu nó thấy bà nó mừng quá nó trả lời cu đây mà nó vang cu đây. Trời ơi trời. Cái gì nghe không? Nhà bà có một thằng cu à. Mà nghe bà nói hồi tưởng 7-8 cung đó. Mà đây nha, rồi cái nhà cái trên núi đấy. Tức là chót vót cao nhất chỉ có một mình nhà con gái tôi thôi. Để nói ông anh mừng chứ không phải tôi khoe. Tôi là ghét cái người khoe lắm nhá. Cao vót thế này, mở cửa phòng ngủ ra một cái, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cọp chạy vòng vòng. Không, phải. Người ở đâu thấy cọp, thấy con lai. Gì? Con lai. Nào giờ tôi nghe con lãi cái đâu, bây giờ nghe con lai là đâu trời. Cái con mà có hai cái sừng Mỹ nó gọi là con đia ấy. Con nai. Đấy, tôi lại nộn nữa rồi. Lộn, con nai. Con nai. Đấy, cái gì? Con nai đấy cho nên là nghe chị diễn tả con cái chị giỏi, tao thấy mắc cười quá. Sao? Đứa ngoài biển. Trên núi. Đứa trên núi. Tôi tưởng tôi sơn tên như thủy tinh chứ. Đừng nói tôi bà là công chúa Mỹ Châu nha. Không, tôi là mẹ công chúa Mỹ Nương thôi. Đấy mà thật sự đây thêm một cái phần này, con cái tôi nó có hiếu lắm cơ. Trai gái coi như là tôi nói một tiếng là nghe một tiếng. Tôi ho một cái là về xếp hàng cả con cả cháu dài thế này ngồi im thế. Trời đất ơi. Nó thương tôi lắm cơ chứ không phải là thương không. Thương quá ha. Ừ, đấy. Rồi thỉnh thoảng nó có gọi gì cho chị không? Cho nó gọi hàng ngày, nó rất là gọi. Đấy đây, tôi lại có phone, tôi chờ tôi tí nhé. Đây tôi có phone. Hello. Cậu cả đấy à? Sao cậu đang trên đường về nhà mẹ à? Hả? Cậu nói cái gì mẹ không nghe? Sao? Cậu nói là cậu về ơ hay mẹ nấu hết đồ ăn đồ uống rồi sao lại cậu không về? Cậu kẹt trên nhà boss của vợ cậu à? Chủ của vợ cậu. Hay thì mình nói dăm ba câu chuyện rồi về thăm mẹ chứ bỏ mẹ cả tháng nay rồi con. Mẹ cái gì? Mày nói cái gì? Có thể và không thể về à? Sao mày cứ hát cái bài không thể và có thể mãi thế? Đây này, cái gì mày nói gì? Mày nói nhỏ quá mẹ không nghe. Hả? Mày ngồi gần vợ mày không dám nói à? Thế nói mẹ nghe. Thì cái hôm đấy mẹ nhức mình nhức mẩy thì mẹ sức dầu xanh thì cái mùi nó hơi khó chịu thì nó không chịu được à? Thế hôm nay tao thề tao sức là Chanel No. 5 nhá. Thế mày không về à? Con ơi, mẹ năn nỉ mà. Ôi giời ơi, mày coi tao cứ làm bạn với cái tivi này không sao chịu được. Thôi con dáng năn nỉ vợ đi nhá. Về trễ mẹ chờ tới suốt sáng cũng được. Hay kìa cái thằng này. Sao mà mẹ đấy mẹ năn nỉ con nhá. Dáng về nhá. Rồi mẹ biết mẹ. Rồi mẹ không sức dầu xanh nữa. Rồi bye con nhá. Bye. Hey, này, mày không về mày chết với mẹ nhá. Mày trễ một phút là mày chết với tao ngay đấy nhá. Đấy, báo vợ con mà về ngay nhá. Ok, bye. Ngộ quá. Cái điện thoại hơi bị đặc biệt. Cúp rồi vẫn còn nói chuyện. Không, đấy, ông anh, Bởi vì tôi bảo là người Việt Nam thì cứ thích là đẻ con trai nỗi dõi tông đường. Thật sự con trai bên này vứt đi. Nó theo vợ, nó sợ vợ nó không mà vứt đi. Đấy mà con dâu bây giờ nó có phải là con dâu, nó là mẹ dâu mình ấy chứ phải không đâu. Đấy, còn như là không. Nhưng mà cái đứa con gái, cái con gái nó hữu hỉ vô cùng, nó thương tôi vô cùng. Đấy, đấy, phone nó này nha. Hello, mẹ đây, cô út đấy hả? À, mẹ khỏe, mẹ đang chờ chúng con về đây này. À, hả? Cái gì? Ơ, anh mày vừa mới nói với mẹ là không về được rồi, mày cũng không về được nữa à? Ơ kìa con sao vậy? Mẹ chờ cả ngày mà. Trời ơi, sao anh em chúng mày cứ hát cái bài không thể và có thể thế? Đấy, tao bảo thật sự tao không có cần tiền, cần bạc gì hết, chỉ cần cháu con đầy nhà thôi. Đấy, từ ngày mày mở cái phẹt ma tuyê ra đến bây giờ tao thấy... Phạt ma xí. Phạt cái gì cũng được, tao đang bực mình rồi nó phạt ra. Hả? Ôi giời, không có ai cả. Mẹ đâu có gì đâu, có một mình mẹ. Mẹ biết mà. Con không mẹ dặn mẹ là không cho người lạ vào mà. Bây giờ hiếp dâm dữ lắm, mẹ có cho ai vào đâu. À không, mẹ nói mẹ đang coi phim Tàu, tiếng phim Tàu, đúng rồi. À, phải rồi đó mà, phim Tàu đó mà, Tiểu Muội ơi, đừng có bỏ Huynh đi nha Tiểu Muội hả? Ê, cái tên tiểu tử kia đừng phái con gái tại nhà chết đi hả? Đi hả? Được rồi hả? Đấy. Phim Tàu đấy. Mẹ đang coi Châu Nhuận Trường. Không, Châu Nhuận Phát. Sao con? Giờ con nói sao nói lại mẹ. Ơ kìa. Người ta nói là chỉ có mẹ với con gái hủ hỉ nhau. Mà tới hôm nay cuối năm mẹ chờ anh mày không về đã đành, mày cũng không về làm sao. Không, mẹ bảo là lâu mẹ không cần tiền, cần bạc gì cả. Mày đừng có cho mẹ tiền. Mày cứ đưa chồng đứa con về đây. Mẹ nấu cơm, mẹ hầu hạ chúng mày. Rồi con cháu nó chạy vòng vòng. Mẹ muốn tiếng ồn. Ở đây bây giờ nó yên lặng lắm con ạ. Tuyết rơi, rồi 4 bức tường. Rồi mẹ làm bạn với cái tivi, mẹ buồn lắm. Về với mẹ con nhá. Dạ, con không hứa à? Thôi thì việc làm chúng mày mẹ không ép. Thôi cảm ơn bà chị vô tâm sự với bà chị. Thôi tôi xin phép phải đi làm tiếp. Chị nhớ khóa cửa cẩn thận nha. Đêm trăng đêm ta nằm du căn gác đầy, người bỏ ta ngàn cơn giông bão chưa qua. Xin thời gian vùi trôi xót xa, cũng đành thôi đơn đau lâu dài xót xa cho đời, rồi cũng qua đi kiếp người. Bà chị ơi, mở cửa đi, có ông già Noel tới cho quà nè. Không, nhà này chả có ai ở nhà hết, đi nhà khác đi. Không, món quà này dành cho bà chị á. Không, tôi hết tuổi nhận quà Noel rồi, đi nhà khác đi. Không, có món quà này tôi đem tới là cái tuổi nào cũng cần tới hết đó bà chị. Sốt ruột quá, thôi cứ để ngoài đường rồi sáng mai tôi ra tôi lấy. Ý, đâu có được, cái món quà này mà để tới sáng là... tôi nghĩ là nó sẽ chết cứng à. Ôi giời ơi, cái gì không biết nữa. Đâu, quà gì? Biết món quà gì không? Gì đây? Đó là một người bạn. Thôi, tôi nói nghe nè. Tôi hiểu hoàn cảnh của chị lắm. Nhưng mà tụi nhỏ nó có cuộc sống riêng của tụi nhỏ. Thông cảm nó đi chị ơi, thông cảm đi. Nhưng mà chúng nó không thương tôi. Ai nói không thương mà chị? Tụi nhỏ bên đây nó có chuyện riêng của nó thương, nó để trong lòng. Nó gọi về chị là nó đã thương rồi đó. Thôi đừng có buồn nữa, đã già là buồn, già lắm. Bây giờ nếu chị không ngại, hôm nay ngày lễ, tôi thay mặt tụi nó tôi chở chị đi chơi. Đi đâu? Tới một chỗ này. Đâu? Trời ơi, thời buổi giờ bắt người ta học computer nữa à? Không phải. casino kéo máy. Hả? Bỏ 20 đồng ra thôi ha. Mình chơi mấy 1 sen chơi tới sáng luôn. Chịu không? À... Rồi. Chúng nó không về, tôi chơi luôn. Rồi, bây giờ chị vào tôi lấy cái áo lạnh đã nhá. Vào. Ôi trời ơi, đây nữa. Tôi đã rồi, đây phải sửa cái thềm nữa không thì chết mất. Thôi, nhờ đó có tôi. Rồi chị không sợ tụi nhỏ. Ôi sao? Không, cái phone tôi xét run. Ôi rồi. Phone xét run. Có ai gọi Hello. Hả? Chúng mày về thăm mẹ đấy à? Cứ tới nhà vào nhà chờ mẹ nhá. Tao phải đi chơi với bạn trai của tao bây giờ. Ok, bye. Chị nói tôi là bạn trai của chị hả? Boyfriend. Vậy là tôi phải ghé nhà. Chị? Hỏi má tôi. Có chết rồi, trời ơi. Thôi đi. Chị vô vị trí giùm chị đi. Em biết, tụi em biết rồi nha. Còn 1 tuần nữa là mình trình diễn cái vở Romeo Juliet rồi. Em biết không? Rạp bút rồi, âm thanh ánh sáng coi như bút hết rồi. Có chuyện gì là coi như là nó trạc tiền chị là chị chết. Xong chưa? Bây giờ bắt đầu tập nha. Bắt đầu. Tập gì tập? Romeo chưa đến tập gì chị? Trời ơi, cái gì vậy trời? Romeo chưa tới hả? Thằng Lý Triệu Hùng nó chưa tới hả? Trời ơi, rõ ràng hôm qua nó hứa với chị nó tới đúng giờ mà. Cái thằng này sao giờ này nó hay trễ giờ quá vậy cưng? Tại sao vậy? Trời ơi, ai mà không biết thằng Lý Triệu Hùng gà cưng của chị là chuyên viên hứa lèo. Trời ơi, em khổ muốn chết nè. Trời ơi, tôi chết rồi trời ơi. Từ sáng tới giờ cưng có gọi phone cho nó chưa? Gọi 100 lần rồi. Mà không có bắt phone hả? Khóa máy đủ 100 lần. Đây, bây giờ đây chị gọi, cho chị số phone nhà nó coi. 713333. Hello? Rồi nó off phone rồi trời ơi nè. Xe phone 728888. Trời ơi, thằng này nghệ sĩ nổi tiếng cái phone cũng khác ghê, chảnh ghê đó. Bè 8888. Trời ơi bực mình quá chết rồi, trễ giờ của tôi. Rồi trời ơi nó không có mở phone làm sao bây giờ trời, điệu này là ngày hôm qua nó đi club rồi đây nè trời ơi. Rồi nó về nó làm after hour, giờ mặt nó như cái mình rách làm sao nó ra nó diễn được đây trời, khổ quá trời ơi làm sao. Tôi nói thiệt từ ngày nó mới vô nó dễ thương ơi là dễ thương, nó tên là Trần Văn Tèo đó, cái mình lăng xê mình đổi tên nó Lý Triệu Hùng, cái nó nổi tiếng bây giờ trời, nó đi trễ nó về sớm nó bỏ tập tùm lum tùm la. Tôi nói thiệt cái nha trời ơi, chị nói thiệt em nói một cái mặt trước mặt chị xử nó liền á trời, chị cho nó một trận liền á, chị bực nó quá rồi chị giận nó ghê. Giờ này còn ai gọi, bực mình quá. Hello, ai đó? Nam nghệ sĩ Lý Triệu Hùng hả cưng? Hi baby, how are you? Trời ơi, cưng dậy rồi đó hả? Không, chị đâu có giận gì đâu, chị vui lắm á. Cả đoàn vui vẻ chờ cưng á. Hả, cưng nói làm sao? Trời ơi, ngủ dậy rồi hả? Mới có 12 giờ trưa mà dậy sớm quá vậy cưng? À hả? Hay là cưng ngủ thêm chút xíu, cả đoàn chờ được mà. Cưng tới liền hả? Trời ơi, cưng dễ thương quá à. Vừa có trách nhiệm mà vừa có tài năng nữa nha. See you nghe baby. Bye. Gì vậy trời? Dạ, làm gì mà nhìn chị dữ vậy trời ơi, khổ lắm rồi, làm cái nghề này khổ lắm. Bây giờ nó đang có khách, nó đang có khán giả mày biết không? Đó, cho nên là mình phải chiều chuộng nó chứ tao tức nó lắm nha. Tao mà có người thế, tao thế liền tại chỗ, tao hận thằng này lắm rồi đó. Tao hận vô cùng thiệt. Hello chị. Tao thế liền. Tao... Hi baby, how are you? Good. Tại good hả? Dạ, xin lỗi chị nha, tại tối hôm qua làm show trễ quá chừng, sáng thức dậy không nổi. Tôi dậy trễ. Dạ. À vậy hả? Rồi. Lý Triệu Hùng, trời ơi, đâu tôi gọi hoài không trả phone. Thử cái áo này vô nè. Em đứng lên đó đi nha. À, rồi. Thử vô lẹ lên trời ơi. Cưng tới chị mừng quá trời luôn vậy đó. Rồi để đây đi cưng, mặc vô lẹ lên. Rồi chú Ép đứng đó cho chị nha. Rồi đó. Lẹ lên. Cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Người ta bận áo mình làm mình dữ vậy không biết nữa. Trời đất ơi, mai mà nó thay áo cho con ta, nó thay quần là chết thằng nhỏ rồi đó. Cái mặt đây. Khổ ghê vậy đó. Đâu quay mặt chị coi Lý Triệu Hùng. Trời sao hôm nay mà bóng dữ vậy trời? Chị nói gì bóng? Không, tao nói đây nè, hai cái gò má bóng quá thấy không? Hú hồn, tưởng chị nói em bóng chứ. Em mà bóng cái gì? Em là gái giả trai thì có. Kỳ vậy? Xong chưa? Thôi xong rồi. Rồi bây giờ bắt đầu tập nha. Chết người á. Rồi rồi bắt đầu tập nha cưng. Cái cảnh quan trọng nha, cái cảnh nó coi như là Romeo chờ Juliet ở dưới balcony nghe không? Với ba con rồi, bắt đầu đi. Trời đất ơi, Lý Triệu Hùng ơi. Bộ em tính giết chị hả? Giờ này mà còn cầm kịch bản, còn có một tuần diễn mà cầm kịch bản là sao? Trời ơi chị, em thuộc hết rồi, cái này cầm chơi thôi, đừng có lo. Don't worry, don't worry. Rồi bắt đầu đi cưng, bắt đầu đi. Juliet. Đúng, đúng. Hỡi Juliet, hỡi nữ thánh của lòng tôi, hãy cho đôi môi tôi được làm công việc của lòng tôi. Ô kìa Juliet, Thôi rồi vậy mà nó nói nó thuộc cái trời ơi. Tại sao nàng lại đứng lặng thinh như vậy? Ô Romeo, nữ thánh đứng lặng thinh có nghĩa là nữ thánh bằng lòng. Romeo, Romeo. Vậy thì ok, don't mind if I do. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi Lý Triệu Hùng ơi, trời ơi chết chị rồi em ơi. Một cái tuồng Romeo Juliet nó cổ điển như vậy, tự nhiên tại sao chị nghe cái gì ok, don't mind if I do là sao? Tôi nghe không có, là tao dựng cái tuồng khác cho mày hợp hơn đó, là Romeo and Juliet đó. Trời ơi, đừng có lo em. Bây giờ kỳ này em bận quá chừng không có tiền để học kịch bản, nhưng mà trước khi diễn á thì em sẽ thuộc hết rồi, chị đừng có nói gì hết. Thôi được rồi, thôi được rồi, bây giờ đây chị phải cứu chị thôi. Bây giờ chị sẽ có người nhắc tuồng cho cưng nghe, nghe cưng nghe đó. Đưa kêu chú Tư kéo màn ở đây. Chú Tư dắt tuồng, chú Tư kéo màn. À có. Dạ gì hả cô Nguyên? Chú Tư, bây giờ cái vụ màn á chú để sao bây giờ chú ráng nhắc tuồng con nha, nhắc cho Lý Triệu Hùng nha. Dạ, tại nó bận quá. Nhắc ra dấu chú ngồi rồi nhắc to khán giả họ nghe. Juliet, hỡi nữ thánh của lòng tôi, hãy cho miệng tôi vô bụng tôi. Thôi. Trời ơi trời. Hãy cho đôi môi của tôi làm công việc của lòng tôi. Trời ơi. Hãy cho đôi môi tôi làm công việc của lòng tôi. Ô kìa Juliet, Tại sao nàng lại đứng cứng ngắc như vậy? Trời, hết nói nổi rồi. Văn chương cổ điển của cái từ cứng ngắc quá nữa. Tại sao nàng đứng lặng thinh như vậy? Ơi, tại chú Tư ra dấu vậy thôi, cứng ngắc là vậy nè. Trời ơi, thôi chết rồi. Cậu Lý Triệu Hùng ơi, mình làm nghệ sĩ được một cái vai ngon gần chết không chịu lỗ học tuồng, cậu ý quá. Thôi nó trời nó đang mệt lắm, chú đừng có nói nhiều quá, nó nhức đầu là chết con á. Thôi chú vô đi chú vô. Sợ nó hoài bây giờ lớp trẻ bây giờ nó vậy. Thôi chú trời ơi. Em Juliet vô nghỉ đi, chờ chị giải quyết xong rồi tính sau nữa. Trời Lý Triệu Hùng ơi, chắc giờ em chị quỵ chị lại em quá à. Juliet mà em nó đứng cứng ngắc là sao? Mày thoại vậy là tao đứng cứng ngắc luôn á, tao thiệt á. Trời ơi chị thông cảm cho em chút xíu đi chị. Sao vậy? Tối hôm em chạy show mệt quá chừng mà tới đi nghe chị cằn nhằn lái nhảy làm cho em nhức đầu, không có học cái gì hết. Không có học vô gì hết. Thôi nè, chị, bữa nay chị cho em nghỉ đi ok. Chứ bây giờ học không có vô cái gì hết, rồi ngày mai em sẽ tới tập đàng hoàng với chị. Được không? Ok, chứ bây giờ học không có vô cái gì hết chị ơi. Lý Triệu Hùng. Tao chứ mày đi chết đi. Trời đất ơi, đó tự nhiên bây giờ sắp diễn tới nơi nó bỏ tôi làm sao bây giờ? Trời ơi, rõ ràng bởi lớp trẻ giờ vậy á, coi như mới ngày đầu vô ký hợp đồng mới dễ thương lắm. Dạ em hứa vậy, em hứa vậy, cái gì cũng hứa hết trơn đó. Cái nổi tiếng lên rồi cái em đã quên một dòng sông liền à. Chịu hết nổi, giờ làm sao? Chết rồi trời đất ơi. Trời ơi chị ơi. Cái gì vậy? Chuyện gì mà anh Lý Triệu Hùng á, anh chạy một cái dèo vào mặt em nhìn nè. Rồi em say hello anh cũng không biết gì tới mặt em hết lần sao? Cưng ơi, nó bỏ chị em mình rồi cưng ơi. Phồn. Nó giận hờn nó bỏ nó ngày mai mới tới tập, giờ nó không tập nổi chết chứ rồi cưng. Bây giờ chị rối quá rồi cưng ơi, bây giờ cưng giúp giùm chị đi. Cưng ráng cưng tìm ai mà thế được Romeo, chị thế liền, chị hận nó rồi thế liền. Giúp giùm chị đi cưng, chết tìm người thế Romeo phải không? Dễ dàng, có rồi. Ai vậy cưng? Ai? Em. Juliet, nữ thánh của lòng tôi, hãy cho đôi môi của tôi làm công việc của lòng tôi. Juliet, tại sao? Natalie. Dạ. Nãy giờ em diễn cái gì vậy? Dạ Romeo chị. Trời ơi, vậy mà nãy giờ tao tưởng mày diễn Thái hậu Dương dân Nga chứ. Mày múa quá vậy. Trời ơi, cái giai đây em cũng mê lắm đó chị. Thôi không được cưng ơi, con giúp chị đi, tìm người khác cho chị đi, mau lên chứ tao chết. Phải không? Trời tìm ơi. Người khác phải không? Trời ơi, bối rối quá làm sao bây giờ? Tìm. Chết rồi. Tìm. Kiếm được rồi. Ai? Người này cao to đẹp trai. Ai? ai? Ca sĩ Anh Khoa. Được á. Nhưng mà không được mày ơi. Sao vậy? Trời ơi, anh ca sĩ Anh Khoa công nhận anh ca hay thiệt. Mà em nghĩ coi, anh Khoa anh là người giàu tình cảm lắm không? Anh hay khóc lắm, động chút là anh chảy nước mắt à. Mà mày nghĩ coi cái cảnh xúc động là Romeo với Juliet đang chia tay nhau. Juliet nó chưa kịp khóc mà anh òa lên, anh khóc mà không có đỡ. Trời ơi. Phải không? Không được. Vậy là không được phải không? Tìm người khác cho chị đi cưng. Kiếm người khác hả? Trời ơi. Tìm. Kiếm. Cái này có rồi, người này cao ốm. Ai? Tuấn Vũ. Được á, Tuấn Vũ được á. Trời đất ơi, chị suy nghĩ lại. Cưng ơi, không được cưng ơi. Anh Tuấn Vũ cao ốm thì công nhận hợp với Romeo thiệt. Nhưng mà mày tưởng tượng có cái cảnh quan trọng nè. Cái cảnh là Romeo chạy tới ban công để tìm Juliet không? Anh chạy tới nhìn lên, Juliet nhìn xuống. Anh nhìn lên, cái anh cất tiếng ca. Đời tôi cô đơn nên yêu ai vẫn không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không than. Trời ơi. Không được. Tại anh nổi tiếng cái bài đó quá. Giờ tìm người khác cho chị đi cưng. Kiếm người khác nữa hả? Trời sao khó vậy? Trời, tìm. Kiếm. Có rồi, kỳ này chắc chắn chị sẽ đồng ý. Có rồi phải không? Dạ. Ai? Trúc Khô. Trời, tao nói là ai tao còn phân vân Trúc Hồ tới Seno ngay từ đầu nha. Tại sao vậy chị? Ông sáng tác nhạc hay thật mình. Mày đã từng nghe ông nói chuyện chưa? Chưa từng nghe bao giờ. Trời ơi, tao nói lúc mà tỏ tình với Juliet, ông nói Juliet, nữ thanh của lòng tôi. Lòng tao chết. Không được, trời chết rồi bây giờ. Trời ơi, đoàn sắp hát rồi mà làm sao bây giờ? Bây giờ ai cứu tôi thế, dùm vai Romeo cho tôi. Ai? Có tôi. Trời ơi, thôi kệ, té đau mà không sao, có người thế Romeo rồi. Trời ơi, mình sung sướng quá. Em ơi, em ở trong đoàn hay em ngoài đoàn? Em không nói chị biết làm chị tìm Romeo muốn chết luôn. Em là ai vậy cưng? Nói chị biết đi cưng. Em ơi, cởi mặt nạ ra đi em. Ủa? Chú Tư. Dạ. Trời đất ơi. Ủa? Nãy giờ là chú Tư hả? Dạ. Trời ơi, lâu ngày tôi được diện. Tôi diễn đã quá. Nó sướng cái gì đâu. Chú, sao hồi nãy đeo mặt nạ vô gồng lên thấy trẻ, mà giờ cởi mặt nạ ra thấy hơi già. Dạ không? Chú ơi, mà sao con thắc mắc quá chú. Tại sao mà chú kéo màn với lại nhắc tuồng, mà sao chú thuộc hết tuồng rồi mà chú diễn hay quá vậy chú? Thôi tới ngày hôm nay thì tôi cũng không giấu cô. Dạ. Thú thiệt với cô, tôi làm cái nghề này mấy chục năm rồi. Tôi làm nghệ sĩ mấy chục năm, nổi tiếng cái thời của bà nội cô. Bà nội cô với má cô chắc biết tôi. Mà chú ơi, dạ cháu xin lỗi nha, tại vì cháu xin sau này á, xin lỗi. Dạ chú có nghệ danh là gì không chú? Dạ cháu xin lỗi, cháu quên nghệ danh á. Tôi nói cô nghe. Dạ. Cái hồi xưa đó, dạ, mà muốn có được một cái tên đó, trong lòng khán giả nó khó lắm. Nó không phải như bây giờ, nó không phải có quay video hay DVD này nọ cho bà con coi. Dạ đúng rồi. Hồi xưa, hồi nhỏ tôi mê nghề từ hồi nhỏ. Dạ. Năm 18 tuổi cái tôi mê nghề quá, tôi bỏ nhà lên thành phố xin vô đoàn hát. Đó, tôi năn nỉ ông bầu nữa, tôi mê hát quá đi. Dạ. Rồi ông mới cho tôi vô cái chân là làm lính cầm cờ chạy vòng vòng trên sân khấu. Rồi sau đó thì đoàn mới dựng cái vở gì nè. Tôi nhớ rồi, cái vở Hai Bà Trưng. Hai Bà Trưng là chú bắt rồi, chú có vai rồi phải không? Có vai rồi, thế tôi mê nghề, cho tôi một cái vai lớn lắm. Rồi con biết rồi, chắc là chú đóng thi sách phải không? Không, thi sách chắc còn nhỏ. Đây đóng vai gì mà lớn như vậy chú? Tôi đóng vai con voi. Chú Hai Bà Cởi. Dạ, cái vai đó nặng thiệt á. Dạ. Rồi sau đó đoàn mới dựng cái vở là Võ Tòng Đã Hổ. Rồi chắc kỳ này là chú làm Võ Tòng chắc chắn rồi, lên vai chánh rồi. Dạ cũng không có. Đóng vai này dữ hơn. Vai con cọp. Trời. Có Võ Tòng Đã. Dạ chú, nãy giờ thấy chú đóng vai con này con kia không, mà có khi nào chú đóng vai con người không chú? Con xin lỗi, con xin lỗi. Không có. Tôi nói cô nghe, có một lần á đoàn mới dựng cái vở Loạn Tướng Khuynh Thành. Đó, rồi ông đạo diễn cần một người diễn viên phải cạo trọc đầu. Mà lúc đó thì cô biết rồi, thời kỳ đó make up đâu có dễ dàng như bây giờ. Đúng rồi, không có quá trang. Đó, cho nên đó, cần một người cạo trọc đầu đóng vai tướng. Không ai dám hy sinh ra cạo trọc. Tôi quá mê nghề, tôi mới tình nguyện cạo trọc lóc cái đầu. Rồi sau đó tôi nổi tiếng trong cái tuần Loạn Tướng Khuynh Thành. Rồi cháu biết rồi, cháu nhớ rồi. Trời, bây giờ tại nhắc cái vụ cạo trọc đầu cháu mới nhớ. Hồi đó bà nội với má cháu có kể là có một người nghệ sĩ nha, vì quá mê nghề hy sinh cạo trọc đầu trong vòng mấy năm trời để đóng cái vai loạn tướng, đúng không chú? Đến nó vợ bỏ luôn đúng không? Vì cạo trọc đầu, nhớ không? Vậy là chú phải không? Trời ơi, vậy con nhớ tên gì không? Con nhớ cái gì nè? Cô nhớ tên gì không cô? Cái gì ba chữ nè. Có phải chú là chú Châu Dũng Liêm không? Đúng không chú? Trời đất ơi. Không đúng rồi, Châu Dũng Liêm. Trời ơi, tôi quá sung sướng. Cô nhớ tôi rồi hả? Dạ nhớ rồi. Nhớ cái tên Châu Dũng Liêm rồi hả? Dạ. Trời đất ơi, tôi nói thiệt với cô nha, một người nghệ sĩ sung sướng nhất là được khán giả nhận ra mình, nhớ tới tên mình. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi cảm động lắm. Cảm ơn cô nhiều nha. Con nhớ rồi. Chú ơi, giờ vậy đi. Bây giờ thôi kệ đó, đằng nào chú cũng là nghệ sĩ, bây giờ mình thử đi chú. Thử sao cô? Nghệ thuật là mình phải thử làm sao nha. Bây giờ vậy đi, con sẽ giao cho chú vai Romeo. Đừng làm tôi mừng cô. Dạ không thiệt quá. Dạ rồi, đâu dám, không dám đâu cô. Không chú ơi, bây giờ make up quá trang, người ta tiến bộ ghê lắm. Chú già vậy gì, cái miệng chú xệ vậy ha. Cái dáng với băng keo kéo lên, cái miệng chú căng lên liền. Cái mắt chú xệ, cái dáng với băng keo kéo lên, cái mắt chú căng liền, trẻ liền tại chỗ hả? Trời ơi, tôi sợ make up hồi kéo hồi mắt tôi lên trán luôn á. Không có, nghe chú nghe. Thôi, không dám nhận nữa cô. Vậy là chú từ chối hả? Mình thử mà. Không dám nữa cô. Cha giờ phải tìm ai nữa rồi không biết. Cô. Không hay. Cho thử lần nữa. Thử lần hả chú? Nhưng mà đừng có bồng nha. Sao vậy? Bồng không nổi té. Rồi được rồi thì mình cứ thử đi chú. Bây giờ cô cho make up thử nha. Dạ. Với lại một phần tôi nói thiệt với cô. Sao? Tôi từng nói với cháu ngoại của tôi á. Dạ. Tôi khoe với nó là tôi là từng là nghệ sĩ nổi tiếng ngày xưa. Đó, mà kẹt cái nhiều khi nó hỏi tôi mấy câu tôi không biết trả lời sao hết. Hỏi gì chú? Nó hỏi ông ngoại nổi tiếng sao mỗi lần có vô đoàn của ông ngoại không thấy ông ngoại đâu hết. Đó, bây giờ hôm nay cũng nhân dịp sinh nhật của nó, phải tôi ráng diễn cái vai này nha. Rồi. Tôi ráng gồng cứng lên. Để tôi diễn vai Romeo nha cô. Rồi chú. Vậy là con sẽ cố giúp chú ha. Mình thử mà chú. Natalie ra đây chị biểu. Dạ. Cưng. Chị gì chị? Cưng ơi, khỏe quá rồi, bây giờ vậy đi. Chị đã tìm ra được Romeo rồi. Phải không? Ai vậy? Chú Tư. Hú hồn. Trời ơi, chú Tư chị đóng Romeo vậy? Bởi vậy chị mới nhờ tới em nè Lì à. Vậy qua làm sao make up cho chú Tư trẻ ra đó. Nghe không? Chị thử rồi, cho chú Tư trẻ ra biết không? Coi sao. Để thử nha. Make up làm sao cho bằng tuổi Romeo là cỡ 16 tuổi đó cưng. Trời ơi, cái mặt 61, make up thành 16 tuổi. Không được chị ơi, Lì bó tay không được. Đúng, bó tay là phải. Nè, cô ơi. Sao? cậu có make up giỏi cách mấy đi chăng nữa, tôi già vậy làm sao make up 16. Đúng rồi, chú Tư nói đúng đó. Không ấy, ráng khoảng chừng 20 được không? 20 cũng bó tay, không được đâu, đừng nói thách nữa, kỳ lắm. Mà Ly ơi, Ly, chị nói Ly nghe nè, chú Tư diễn rất là xuất thần, mà chú Tư diễn rất là kinh nghiệm. Cũng được lắm, cũng được lắm, cũng được thẳng lưng được. Trời ơi, chú ơi, diễn xuất thần là một chuyện, tuổi tác là một chuyện. Thôi vậy nè, chú kinh nghiệm nhiều á, chú dạy cho đám trẻ đi, mà tụi nó diễn hay. Còn chú á, đóng vai ông nội ông ngoại được rồi. Trời ơi, chú mà đóng Romeo hả? Không được, không được. Trời ơi, nói là chú đừng có giận nha, không được. Lì bó tay, Lì bó tay trời ơi, không được. Lì chết rồi, Lì. Thằng chú thông cảm đi. Lì nó nói vậy chứ trong bụng nó không có nghĩ gì hết đó chú. Cháu sẽ cố, cháu thử. Cháu tôi hiểu, tôi hiểu. Nãy giờ nói cho đã miệng chứ tôi sao không được dây Romeo cô. Không thì mình cố. Chỉ có mơ thôi cô ơi. Thiệt, mơ thiệt. Có nhiều đêm chú Tư. Chú Tư à, tôi còn mê nghe lắm cô. Thì hồi nãy có nhiều đêm tôi nằm mơ. Trời ơi, tôi thấy tôi còn trẻ măng à. Tôi đóng vai trẻ, tôi tung tăng trên sân khấu á, rồi ngàn ngàn khán giả vỗ tay khen ngợi tôi. Biết không, rồi tôi mơ hai chục cô gái tới tặng bông cho tôi, ôm hôn tôi chồng chồng một chút nha. Trời ơi, té ra giật mình tỉnh giấc là mình nằm mơ. Nó tiếc gì đâu, khổ ghê. Tôi biết là khán giả bây giờ đã ngu vé, bây giờ không phải khán giả của tôi nữa. Khán giả của đời tôi nó qua rồi, con. Mà khán giả bây giờ tới đây mua vé của các cậu trẻ kìa, của thằng Lý Triệu Hùng kìa. Thì chú Tư biết rồi đó. Mình bước vô con đường nghệ thuật, mình phải chấp nhận một cuộc chơi chú Tư à. Mà cuộc chơi nào thì nó cũng có mở đầu và có kết thúc. Kết thúc đây... Tôi biết. Ý cô muốn nói kết thúc đây là sự đào thải phải không? Chứ... Sai. Bậy. Bằng chứng là bây giờ sân khấu đâu có đào thải tôi đâu. Mặc dù tôi không được diễn nhưng mà tôi cũng còn đứng trên sân khấu. Mà ngược lại tôi đang nhận một cái vai trò rất là quan trọng. Dạ. Đó là một cái vai gì cô biết không? Dạ, vai gì chú? Cô biết rồi, đó là vai kéo màn. Đó, cô thấy không? Cô đừng coi thường cái vai đó. Cái vai đó mà nếu mà không nhờ kéo màn thì làm sao buổi diễn được bắt đầu chứ. Có phải không nào? Dạ, có phải không? Đúng chú Tư. Sân khấu đâu có đào thải tôi đâu. Dạ, dạ đúng chú Tư à. Chú Tư nói đúng chú Tư ơi. Ủa trời, Lý Triệu Hùng em trở lại hả chú Tư à? Thằng Lý, trời ơi, nhìn chú Tư hồi dòm thấy thằng này nó trẻ quá chú Tư. Chắc nó hợp với Romeo hơn đó chú Tư. Tôi biết nó hợp hơn. Dạ. Nè Lý Triệu Hùng, hôm nay cũng có sẵn dịp này, cô cho phép tôi nói chuyện với chú. Dạ 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 chú cứ nói chú. Nè, cậu còn trẻ lắm mà lại có tài năng, lại được khán giả ở trong lòng nữa. Nè, có được cái tên trong lòng khán giả không phải là dễ đâu nha con. Biết chưa? Dạ biết chứ tôi. Giữ được mới là khó khăn đó. Mà nhớ một điều, trước khi nổi tiếng sau khi nổi tiếng vẫn là một Lý Triệu Hùng. Phải chưa? Dạ. Chú có thể dạy cho con, truyền cho con kinh nghiệm, nhưng mà đạo đức của một người nghệ sĩ là tự mình luyện tập nha. Dạ con biết rồi chú Tư. Hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Đó. Bởi vậy á, con mới trở lại đây. Quyết định đó là để tập tới sáng luôn. Chịu không? Để chịu. Tập liền. Kêu ra tập. Tao nhắc tu. Không cần nhắc tu. Không cần nhắc tu chứ tôi đây. Rồi bắt đầu. Lên. Chấm bằng cái cưng. Trời. Rồi. Đi.